nhiều quá tại tao quen tự lên tay mai hàng người về mai hàng người về hàng cũng dễ lắm. Chào à, xin chào hết mấy anh chị ạ. À. À nghe thôi. À nghe. À. À, nó dòng lấy nguyên một cái xe tải ở dưới Cần Đước lên ghé cửa hàng rồi lại dòng gom mấy giường kia về cửa hàng nữa. Nó đi hai chuyến vô Sài Gòn nè. Có quăng lên đi, cứ quăng lên đi, chở không hết thì tính sao, quăng đi đi. Okay. Chào chị Phạm Anh Đào, chào chị Xuyên Vân, chào hết mấy anh chị. À, chúc anh chị một buổi tối tối nay con may mắn săn nhiều hàng đẹp nha, săn nhiều hàng ưng ý nha. Buổi tối thật nhiều niềm vui ấm cúng bên gia đình nha anh chị. Chào chị Thanh Hằng Nguyễn. Vinh happy birthday ba. Quà game nè, quà game hôm nay rất là xịn sò. Anh chị nhìn cái cây nè, cây này là cây vàng tia. Mà cây này chắc còn một năm mấy tuổi nha, không phải là cây nhỏ nhỏ mà thấp thấp như mỗi lần bán anh chị đâu. À, cây này về là đủ sức để ghép chậu luôn á chị, chơi Tết luôn á, cây to không à nha. À, chào hết mấy chị. Cây này cây to, lứa hôm nay về rất là to, cây to nhiều lắm. À, đây là vàng tia lâu lắm rồi, cả tầm 5-6 tháng nay mới về lại lô vàng tia này nha. Em làm quà game đầu like luôn, tặng anh chị luôn. À, lô vàng tia này rất là đẹp, ưng lắm, lên em lên trước luôn. Chào chị Tiết Nhung, chào hết mấy chị nha. À, xem like ủng hộ em với nha. À, hôm nay đầu like cũng có chơi game nha anh chị, như thường lệ cũng có chơi game. À, quà game là ba cây vàng tia này nha. À, mặt bông của vàng tia à, rất là đẹp, nhìn là à, anh chị rất là đậm màu nha, có nắng nó còn đậm màu hơn nữa nha anh chị. À, cánh ở chính giữa nó tia tia nên gọi đặt cái tên nó theo cái hình dáng của cành hoa luôn nha, vàng tia rất là đẹp. Hàng này nếu mà hàng cho chậu lớn á, bán phải 190.000. Tí xíu em có hàng chậu lớn luôn, 290.000 luôn. Còn hàng này hàng chậu nhỏ nha. Em chậu nhỏ chắc khoảng chừng vài chục chậu ha, khoảng hai mấy ba chục chậu thôi, cũng ít thôi. Nên chị nào có chốt thì chốt ha. Giá em để hôm nay rất là mềm, giá mềm lắm. Cũng có 200.000 ba cây thôi. Mà cây là cây to rồi nha anh chị, nhìn đây ha. Em so một cái cây nhỏ nhỏ như các loại khác, chị coi nó nhỏ nhỏ thôi, cây này nó to hết rồi nha chị. Cây này cao phải 40 mấy 50 nha, cây to, tay tạng to hết nha chị. Chào chị Bánh Kem Tú Trinh, chào hết mấy anh chị nha. Em làm quà game là tặng ba cây này shop đang bán giá 200.000 ba cây nha chị. À, có khoảng chừng 10 combo, mười mấy combo thôi nên lên bán trước, lâu lắm rồi đi kiếm hàng này không có. Năm ngoái là toàn bán hàng lá cho anh chị thôi đó. À, hôm nay là có em bán hàng bông chứ chưa có đi hàng lá. Cây đẹp, cây to, anh chị cần ba cây anh chị ghép vô cái chậu, là cái chậu nó phải vàng tia, hôm nữa là bán 380-400.000 một chậu. Nếu ba cây này về ghép lại anh chị ghép vào chậu 35 á, giá trị rất là cao mà nó đẹp. Bông, chuỗi bông nó dài, cái này là bông tơ thôi đó chị, bông bối thôi, nếu mà bông ấy nó còn phát bông rất là dài luôn, dài lắm nha. Chào chị Thư Phùng, anh chị nhớ chia sẻ giùm em nha. Anh chị khách cũ khách mới đều có cơ hội trúng quà game hết, nhớ chia sẻ giùm shop và chia sẻ giới thiệu khách hàng đến với shop ha.
các anh chị nhớ chia sẻ giùm em nha. Ba cây to lắm anh chị, lô này rất là to, cây to. À, có một ít cây nhỏ phía sau thôi, nhưng mà em sẽ chốt những cây to trước cho anh chị chốt trước nha. Có chừng khoảng mười mấy combo, em đi combo hàng bông nha anh chị, hàng bông nha, hàng bông chứ không phải là hàng lá nha anh chị, lưu ý là hàng bông, em bán hàng bông. Ba cây 200.000 thôi, em lấy ba cây này làm quà tặng cho anh chị luôn nha. Chào chị Diễm Trần, chào hết mấy anh chị. À, hôm nay cứ thoát ra thoát vô nha, về chi nhánh 2 coi Yến like ở trên này, coi em like nha. À, theo dõi hai nơi cũng được, ủng hộ hai nơi càng tốt, tại vì mặt hàng mỗi nơi nó khác nhau nha anh chị. À, sau khi vận hành một thời gian thì với em đề xuất là nên khác nhau, chứ để giống nhau quá thì khó bán, cho nên là anh chị cứ lướt đi, bên này khác ở dưới kia khác nha. À, chào hết mấy anh chị. À, chia sẻ giùm em nha. Hôm nay em vô hơi trễ, thật ra mới đi về, mới đi tầm hàng về luôn, hồi trưa chụp cho chị Thư Phùng cây anh ba la like đó, là đang ở vườn á, mới về luôn, cho nên là lên like hơi trễ, hàng thì nóng hổi luôn á anh chị. Hôm nay thì nhiều hàng đẹp, rất là đẹp nha, có hơi rosy, có xanh mã lai, có vàng lưỡi đỏ. Mấy anh chị hỏi em biết cái hàng lưỡi đỏ hôm nay mở lỗ, là lưỡi đỏ mọc thù lù luôn, mà giá thể hôm nay trồng vỏ dừa chắc chắn khỏe hơn cái trồng bột dừa kia rất là nhiều. Lô này rất là đẹp, rất đẹp nha. À, có một ít anh ba lai, anh ba bông to lắm, anh ba đài lai với anh ba xưa, nhà vườn báo em vậy đó. À, có đầy đủ hết nha, nhiều loại lắm, đặc biệt là cái lô vàng tia này em lên trước. Dạ. À, bây giờ vô hơi trễ nên em quay game luôn nha anh chị, nhớ chia sẻ công khai giùm em nha. Nếu mà anh chị mà rơi vào danh sách là bơm hàng hoặc là cảnh báo thì bên em sẽ không tặng quà, mặc dù trúng game. À, bơm hàng thì tất nhiên là chắc chắn là không tặng quà rồi. Cảnh báo có nghĩa là anh chị chốt xả rất là nhiều lần, hoặc là có vấn đề gì đó, vận hàng khó khăn hay gì đó thì em sẽ đưa vào danh sách cảnh báo nha. Rồi thì sẽ trúng quà sẽ không được nhận nha, anh chị thông cảm giùm em. Rồi bắt đầu em quay gò nha anh chị, ba cây này nha, em để qua đây cái. À, em sẽ bắt đầu cập nhật cái lượt chia sẻ. Mờ lắm đó chị, em cũng cố gắng đây. Mờ chắc cho em chỉnh cái này nè, thấy đỡ đỡ chưa chị? Ở bên đây là anh chị có comment, có chia sẻ nha. À, không ưu tiên ai, không ưu tiên người đã thắng gần đây, số ngày bỏ qua 80, thời gian giây 120 giây, em sẽ chỉnh 80 giây là nó vừa thôi chứ quay lâu quá. 80 giây nha, trong khoảng 80 giây, 89 giây, rồi số đẹp luôn. Em bắt đầu cập nhật được chia sẻ. Chào hết mấy anh chị nha. À, 248 được chia sẻ nha, 900 mấy bình luận là xác suất là đúng rồi đó. Em bắt đầu cập nhật, em bắt đầu quay ạ. Cái này bên em không can thiệp gì nha, quà game hôm nay lên đầu like luôn là ba cây vàng tia, em tặng cho khách luôn. Hiện tại shop đang bán 200.000 ba cây, có khoảng mười mấy combo thôi. Cây hôm nay rất là to, cây tạng này anh chị chỉ việc ghép lại đã ra chậu lớn đẹp rồi, không cần phải nuôi chăm lâu nữa ha, không chờ đợi nữa đâu. Mấy cái cây lô trước nó thấp không à, nó có khoảng tầm 15-20 sen, còn mấy cây này phải ba mấy 40 sen không nha anh chị. Cho nên là có ít nữa nên chị là chốt, tranh thủ chốt giùm em nha. Vàng tia rất là đẹp, người ta bán hàng lá không anh chị, 80-90 ngàn một cây. Em bán hàng bông 203 cây nha, mười mấy combo thôi, nên là anh chị tranh thủ chốt đi, chốt có một số chỗ lớn nữa. À, chào hết mấy anh chị ạ. Xem mai may mắn đêm nay nha. Ở Tiền Giang không biết quay quà chưa, quay game chưa. Nay Yến về hỗ trợ ở dưới, anh chị có like ủng hộ hai chỗ giùm em nha, hai chỗ hai mặt hàng khác nhau.
Và game là cây vàng tia nha anh chị, nhớ chia sẻ giùm em nha. Chiều trường là có rồi kìa. Chào hết mấy chị nha. Ai đây? Nhớ nhà. Ôi. Xin chúc mừng anh chị có cái Facebook là nhớ nhà, trúng quà game. Cái này chưa khách mới hoàn toàn, chưa mua bên em lần nào. Nhớ nhà. À, chị nhớ nhà, chúc mừng chị. Ai có Facebook nhớ nhà là có giùm em nha, coi có ở đó không, nếu có lên tiếng giùm em để lên nhận quà nha. Chúc mừng chị nhớ nhà. Nhớ nhà này chắc là ở xa nhà quá, sao lại nhớ nhà nè. Chúc mừng chị nhớ nhà. Bắt đầu em đếm ra 1 tới 10 nha. Không, chị không là khách VIP luôn chứ không phải là cảnh báo đâu. Cái này T-Boss nó không có lọc ra chị, khi nào mà trúng thôi mới kiểm tra thôi. Bắt đầu em gọi nha. Đếm nha, đếm số nha. 1, chị nhớ nhà. 2, nhớ nhà có không? 3, có mà ghi ốc nè, có nè, thấy nhớ nhà rồi. Em thấy nhớ nhà rồi, để em coi coi có chia sẻ không. Chia sẻ hợp lệ 5 phút trước nha anh chị. Có rồi ạ. Chị đấy cái chia sẻ 5 phút trước rồi. Phiếu game hợp lệ nha anh chị. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Rồi bắt đầu em lên combo nha. Có mười mấy combo thôi, vàng tiên đây em lên trước. Hàng mới nóng hỏi mà nó là ít nữa, số lượng ít rất là nhiều. Dạ rồi em tặng quà game rồi, cảm ơn anh chị ạ. Chúc mừng chị nhớ nhà nha. Nhắn số điện thoại địa chỉ vô shop giùm em, để bên em đi hàng nha, gửi quà nha. Chào hết mấy anh chị nha, bắt đầu em bán đây. Chắc là chưa mua bên em lần nào nè. Rồi bác em lên combo 3 cây 200 nha anh chị. Anh chị lưu ý là lấy cây trước anh chị thấy là tầm 15-20 sen thôi. Nhưng mà lô này rất là cao, em sẽ lên 3 cây cho anh chị nha. Ít thôi, cây to ghê chưa. Cây to anh chị vừa ghép rồi rất là đẹp. Em có hàng chậu lớn luôn, 180.000 cây cũng có luôn. Tí xíu sẽ lên sau, bây giờ em lên 3 cây to cho anh chị coi. Cây này hai ngòi bông nha. Combo 3 cây là 200.000 nha anh chị. Combo 3 cây 200. Lấy cái cây combo 3 cây, lấy cái sọt lên đi nha ơi. Hồ đẹp có bông vàng, hiện tại em còn có cây mini một vòi thôi nha chị ơi. Combo 3 cây 200 nha anh chị, hàng đang có bông. Em cho anh chị vô sao coi mặt bông của nó nè. Đang sạc pin nè. Cây to to. Để anh chị coi 3 cây nè, to ghê chưa? Rất là to nha, 3 cây to lắm nha. 3 cây này 200.000. Đây ạ, mặt bông em cho anh chị coi mặt bông. Chờ em xíu. Lai trễ cho nên là nó cũng hơi lúng túng. Đủ thứ hết. Tranh thủ bán. Đây, hàng mới quá nên lên liền. Vàng tia nha anh chị. Đây mặt bông của vàng tia nha. Mờ quá không thấy rõ hả? Mờ. Thấy rõ cái mặt em chưa? Em vô cái camera đây. Camera sao cho anh chị coi mặt bông cho nó dễ nha. Đây, mặt bông của vàng tia nha, rất là đẹp nha anh chị. Cánh hoa màu vàng, cánh tròn rất là đẹp nha. Nó là dạng như là kiểu bông cánh bông nắng vậy đó. Cho nên là cái cánh nó xoắn lên ha. Rồi và ở chính giữa tia rất là đẹp, gọi là vàng tia nha. Vàng tia. Bông này có đặc điểm là chuỗi bông rất là dài anh chị ơi, chơi rất là lâu tàn. Cành bông này anh chị chơi phải tầm 3-4 tháng chưa tàn. Anh đang đi combo. Rõ chưa anh chị, nhìn thấy em rõ chưa? 3 cây này 200.000 nha anh chị. Cây tạng to hết rồi nha. Mình mua về ghép chậu nha, em có chậu lớn luôn nữa.
tí xíu em lên hàng chậu lớn sau, có mười mấy combo nhỏ cho nên em lên trước cái hàng chậu nhỏ. Ba cây này 200, anh chị nào có chốt 200 giùm em nha. Cảm ơn chị Trung Mũ Vân. Phải để hơi chó mắt xíu. À, chị Thảo Nhung lấy 6 cây đủ màu, đã gọi vàng tia thì có một màu thôi nha chị Thảo Nhung ơi. À, lấy combo thì nhắn lại giùm em, ở đây là một màu nha, em đang đi một màu thôi. Tí xíu có nhiều màu nữa em lên từng từ, nếu mà chị muốn lấy mỗi màu cây thì chị cứ chốt từng dần thôi. Chứ hiện tại em bán là giá combo 3 cây là 200 ngàn đi một màu, đang lên một màu thôi. Chị Thảo Nhung có comment rõ lại giùm em nha, 3 cây là 200 ngàn, chói mắt quá. 3 cây 200 ngàn nha, chào chị có dạy, chào chị Xuân Mỹ, chào hết mấy anh chị nha. Vàng tia, để anh chị coi cái cây chưa, mập thù lù luôn, cây tạng cao nha, cây này phải 40 mấy 50 sen rồi nha anh chị. Ghép chậu to, đưa một cái chậu to của vàng tia to là chị hình như có cái chậu có mặt bông á, chị chắc ra có thấy không, chậu to, có chậu to. Cây này mà anh chị ghép 3 chậu là phải 400-500 ngàn một chậu anh chị. Cây to hết rồi nha, cây này em đang bán giá là 203 cây. Tách bông ra mua cây thôi. Anh ơi đừng giỡn nữa nha anh, hồi trưa là anh đã giỡn rồi đó anh, để em bán nha. Trong đâu rồi, ba cây này 200 ngàn nha anh chị. Từ em lắc lấy cái cây to cho anh chị coi, cây này to lắm, rất là to, cây mập khỏe nữa, rễ thuần hết rồi nha anh chị. Combo này 3 cây 200, anh chị nào có chốt em nha. Nói chung là hàng về nó hơi lụp chụp một xíu. Đây ạ, ba cây này 200 ạ, ba cây này 200, ai có chốt em ba cây này 200 nha. Có, ở phía sau đó, có cây có mặt bông nở nữa. Ba cây này 200, ai chốt combo đầu tiên này thì được cây nè. Rất là to đẹp chưa anh chị, ghép ba cây là rất là đẹp luôn nha. Em ngồi xa cho anh chị coi nè, ba cây này 200 nha, ai có chốt 13 cây này 200 chốt em. Vàng tia, em cho anh chị coi xong mặt bông, coi mặt bông của nó nè. Đây ạ, mặt bông của vàng tia nha anh chị. Hoa thơm nhẹ nhưng mà đặc điểm nó không có nổi bật về mùi hương cho nên không có sấy sâu vào đó. Nhưng màu bông rất là đặc sắc, sáng rực luôn á. Nó màu vàng nha, có tia giống như là vàng chớp vậy đó anh chị. Rất là đẹp, hàng này là tầm nhau miết mà trước Tết toàn đi hàng lá thôi chị, không có hàng lá để bán luôn. Hết pin đấy rồi. Cái này thì còn sạc pin được không? Sạc pin vô cái này đúng không? Chào chị Trang Phụng. Em đang lên vàng tia đó anh chị, combo 3 cây này 200 ngàn nha, anh chị nào có chốt thì chốt em, 3 cây này 200 ngàn. Đấy, gắm chi sạc vô đây nè, không được hả, chờ xíu nha chị, tại nó đang sạc pin thì cái điện thoại. 3 cây này ship về tầm khoảng là 40 ngàn, 40-45 gì đổ lại ạ. Em ước, tại vì cây này to anh chị, bình thường với cây kia nó nhỏ, em cho anh chị coi nhỏ nhỏ như cây. Cây này nè, nó không xi nhê gì với cây này hết á, chớp Enobi nó có chút xíu à. Đó, anh chị coi chút xíu, còn cây này rất là to nha. Em nói cây này nó đã to rồi. Hai cây là, ba cây là ghép một chậu rất là hoành tráng luôn. Xốp cây về năm rồi nụ bó vàng, vì sao vậy bạn? Anh chụp hình gửi đi em coi, em tư vấn cho, có thể là do côn trùng cắn hoặc là chăm sóc bộ rễ nó có đủ dinh dưỡng cho cái nuôi cái bông hay không dẫn đến vàng bông, anh cứ inbox đi bên em trả lời nha. Dạ. À, cái này ba cây này rất là to nha anh chị. Vô rồi. Cây này to lắm nè anh chị coi nè, em đếm tay găng tay cho anh chị, một hai cây hai, nói chung là phải 40 mấy 50 sen cái cây to nha anh chị, nhận rồi rất là ân luôn. Em chốt cho chị đập ngô 3 cây, em cảm ơn chị. 3 cây đầu rất là đẹp luôn nè, cây to nha, được 4 ngàn bông cho chị đẹp ngô, em cảm ơn chị. Combo em đi combo 3 cây 200, có khoảng mười mấy combo thôi anh chị, tại vì ân quá lên trước. Chào anh Kaka, chào anh Trần Lê Quốc Thống nha. Em lên combo 3 cây khác, đa số rất là xiên vòi bông anh chị coi nè, hai vòi bông luôn nè, hai ngòng bông luôn nè ha, này là mới nhú vòi luôn nha, cây to. Em lấy 3 cây đều đều cho anh chị, về ghép 3 cây này là trước mắt là được 4 ngòng bông rồi nè.
4 ngàn bông này 200, anh chị nào có chốt giùm em chốt cây to nha. Cây to nha anh chị, lưu ý là cây lô này rất là đẹp, cây to không à. Combo 3 cây này 200. 3 cây này 200, vàng tia nha anh chị, vàng tia rất là đẹp. Màu vàng nó sáng rực lắm, bông thì nó rất là lâu tàn nha. Chào chị Thảo. Chị Thảo vô là tí xíu có Phúc Nguyễn vô nữa nè. Chị Thảo hôm nay online hai chỗ, đi Tiền Giang với Sài Gòn luôn nha. Đi Tiền Giang Sài Gòn. Đây, combo 3 cây này em bán 200 ngàn nha anh chị. 3 cây này được 4 ngàn bông nha. Combo vàng tia, cây rất là to nha anh chị. Cây to lắm, không phải như cây nhỏ. Đó, mới nhắc luôn đó. Mới nhắc là thấy Phúc Nguyễn liền đó. Chị Thảo là thấy Phúc Nguyễn liền luôn mà. Thông thường anh chị nhìn, anh chị so sánh nha. Ví dụ như cây rhododendron bình thường nó nhỏ nhỏ thấp thấp thôi. Còn cây này nó to, to hầu như gấp đôi cái cây kia nha anh chị. Giá thì em bán cũng vậy thôi, combo 3 cây 200. Hàng lá không đã 60 ngàn cây rồi, hàng bông thêm có 10 ngàn ha. Combo 3 cây 200 anh chị nào lấy lẻ là 70 ngàn một cây nha. Em cho coi mặt bông của nó nè. Chờ em xíu. Vàng tia nha. Mấy cái lô kia cây thấp thấp nhỏ xíu à. Linh ghê chưa, em mới nhắc luôn đó. Vàng tia nha. Mấy lô trước anh chị có theo dõi like của bên em á, hoặc là mấy chỗ khác, thường ở cây nó nhỏ nhỏ thấp thấp không mà 15 20 sang thôi. Cái cây này to lắm. À xong kiếm hợp bít hai người đội nón đỏ. Xong kiếm hợp bít đó. Đây, combo 3 cây này 200, anh chị nào có chốt giùm chốt em, em lên từng cây cho mọi người coi nè. Cây mập rễ rất là khỏe nha chị, nhìn cái bộ rễ nè mê chưa. Cái này mua về ghép chậu to rất là rẻ luôn mà rất là đẹp. Nè, một cây ạ. Chị cả thư phùng. Hai cây. Cái này 2 ngòng bông nha anh chị. 2 cây. Cái này 3 cây. To lắm, rất là to. Phải lên có cây kia đo so với anh chị coi. Cây kia nó thấp thấp nhỏ xíu vậy nè. Cây nó bằng cây này thôi anh chị. Cây mà đang có bông nó cây cao nhất của khoảng cỡ này thôi. Nhưng mà cái lô này anh chị coi rất là to luôn. Cây to nè, to luôn, gấp đôi cây kia luôn. Cao, to. Combo 3 cây này 200, anh chị nào có chốt mà em chốt nha. Combo 3 cây này 200. À, dạ rồi, ok ạ. Mai có nhân viên 8 giờ, 8 giờ bắt đầu các bạn làm việc, sẽ check tin từ từ nha. Sẽ có nhân viên trả lời cho mình hết rồi. Cây nó cần tư vấn gì mà anh chị cứ nhắn gửi vào đó, tại vì thấy hình thì bên em mới tư vấn được. À, em đang bán combo vàng tia nha anh chị. Combo 3 cây 200 hôm nay nhiều hàng lắm nha, có cả Hiroshi nữa. Có Hiroshi, có lavender nữa. Rồi vàng lưỡi đỏ, chậu to, chậu nhỏ đều có hết. Vàng tia chậu to còn không? Có lấy lên chị biết nằm đâu không, là chịu rất lộn xộn luôn à. Đây nè vàng. Em có chậu to chậu nhỏ luôn nha chị. 3 cây này là 200 ngàn. Có chậu to nữa. Hồi chiều họ phân theo loại mà chắc chắc tâm lâm nữa rồi. Hàng mới về với lại mấy bạn đóng hàng hơi nhiều cho nên nó hơi rối xíu nha. Anh chị thông cảm, chờ xíu nha. Đây, combo 3 cây này 200, ai có chốt giùm em 3 cây này 4 ngòng bông 200 nha. Cây rất là cao, to, mập nha. Cây này là bằng một cái cây kia mà ghép lại thôi anh chị. Đang có bông mà được 4 ngòng bông luôn. Cây này nếu mà ghép lại hôm bữa bán là 380 ngàn một cây đó. Vô chậu 32 thôi. 380 ngàn. Hiện tại em đang bán 3 cây, nơi này có 200 ngàn à. Cây to nha chị. Nhìn rất là to, khỏe, nè rễ một chùm luôn nha. Cây nào cũng rất là khỏe. Hai cây à, mập nha. À, cây vàng tia anh Thuận Lê ơi. 3 cây. À, hôm nay thì em có anh Ba Lai, có lavender, Hiroshi, xanh mã lai, vàng lưỡi đỏ, vàng tia. Có một cái cây đen lai thủy tiên, con cây à, với mấy cây lạ lạ, một cái ít ít, có cả brass ghép gỗ sẵn rồi, rất là cưng. À, đưa chậu lớn đó chị, có cái chậu lớn anh chị coi, đưa chậu lớn, chậu lớn đây, chậu lớn em đang bán 170 ngàn nè, cho vàng tia luôn, ai muốn lấy chậu vàng tia chậu lớn thì có, thì hàng chậu lớn luôn 170 ngàn chậu lớn. Nếu mà lấy 3 cây kia thì 200 ngàn. Anh chị muốn lấy chậu nhỏ chậu lớn em đều có nha. Vàng tia em cho anh chị vô sao coi mặt bông của vàng tia nè. Chào hết mấy anh chị, chào chị Phương Trinh nha, chào
chị Hà Ngọc Kim Chi, mặt bông của Vàng Tia nha. Cái nào cũng hết, chị Thảo là trùm luôn rồi. Em cũng tầm dữ lắm chị ơi, nhưng mà cây giống thì mỗi năm nó ra một tầm 2 năm người ta mới ra được giống mới, cũng tầm dữ lắm. Đây, mặt bông của Vàng Tia nha anh chị nhìn rất là đẹp. Ôi trời ơi, lướt cái điện thoại. Nó rớt cái điện thoại nha anh chị. Chào chị Hoa Đồng Tiền, chào hết mấy anh chị nha. Nó mới rớt cái điện thoại, cơ bụp. Em đang ấn combo 3 cây Vàng Tia này giá 200 ngàn anh chị nào. Nó chốt thì chốt em qua cái loại khác cho. Có mấy cây Hiroshi nè, lên bán cho anh chị coi, nắng Hiroshi rất là đẹp, màu đẹp lắm. Chừng nhỏ, có lên chừng nhỏ trước đi, chừng lớn xanh để riêng. Có Hiroshi nha anh chị, anh chị Hiroshi thì giá 60 ngàn một cây, 3 cây 280 ngàn. Combo 3 cây 180, em cho anh chị coi Hiroshi, cây cũng to, đẹp, lô này ưng ý lắm anh chị. Mặt bông Hiroshi nha, chào chị Lộc Như Ý. Em đang lên Vàng Tia với Hiroshi ạ. Đây, Hiroshi nha, mặt bông của Hiroshi ạ. Đây dòng nắng nha anh chị, cánh nó có cánh tím viền trắng. Đây là dòng dendro nắng nha anh chị, nên là tạng cây nó to ha, rất là đẹp. Cánh bông này có viền trắng rất là đẹp nha. Hiroshi đặt theo tên của Nhật đó. Em đi combo thần tài hết rồi chị Thảo ơi. Rớt điện thoại mà em tưởng điện thoại em hư. Dạ cảm ơn cô Vương. Con chào cô Hương. Đây em lên Hiroshi nha, 3 cây. Chào chị Liên Nguyễn. Đây là mẫu mặt bông thực tế luôn nè. Đây có cây mình lấy mặt bông luôn. Mặt bông của Hiroshi nha anh chị. Combo 3 cây 180 ngàn, 3 cây 180 ngàn nha. Hiroshi nè, mặt bông đây ạ. À, lên 3 cây to cho mình coi đầu tiên nè. Cây hàng bán hàng chú vò nha anh chị. Cây to luôn, đợi em xíu. Lên mặt bông thực tế đây Hiroshi nha. Cánh anh chị để ý đây, cánh là viền trắng nha. Bông thực tế luôn á. Combo rất là rẻ, tính ra có 60 ngàn một cây thôi. 3 cây là 180 ngàn. Em lên combo đầu tiên mà vòi bông nhú ra rất là nhiều nha. Một cây à, mập chưa anh chị, mà mắc u rất là nhiều nha. Một cây, hai cây. Đây cây này hai vòi bông luôn nha, hai ngọng bông Hiroshi. Hai ngọng bông rễ rất là khỏe nha. Hai cây, ba cây. Cây này hai ngọng bông luôn, hai vòi bông luôn. Ba cây này 180 ngàn nha. 180 ngàn 3 cây Hiroshi, anh chị nhìn rất là to nha. 180 ngàn. Chào chị Liên Trần ạ, chào chị Lan Nguyễn, chào anh Cường Nguyễn, chào hết mấy anh chị. Combo 3 cây Hiroshi này giá 180 ngàn anh chị ơi, 180 ngàn. Chắc anh chị đang săn quà game nó đâu rồi. Đó, 5 vòi bông, 3 cây này 5 vòi bông nha, giá 180 ngàn nha. Hiroshi, mặt bông thực tế luôn này. À, đây mặt bông thực tế dendro nắng Hiroshi nha, mùi thơm nhẹ. Dendro nắng Hiroshi. Đây là dòng dendro nắng anh chị, trên chơi dendro nắng thì bông nó rất là to. À, tím ớt, dạ đúng rồi chị Thảo, phía sau lầu đẹp tím ớt. Em có tím ớt hồng sơn môi lưỡi rắn trắng, rồi trắng má hồng. Chị Trần Trâm Nguyễn Bảo mặt hoa nè chị. Đây ạ, à, có bông nó gãy nhánh là em lấy cái này mặt là mặt bông anh chị nhìn không, tím. Tím đậm nha, tím sẫm luôn, có viền nữa nha, có viền trắng. Em chốt cho 3 cây cho chị Trâm Trâm à, cảm ơn chị Trâm Trâm rất là nhiều. Đó, anh chị nhìn đó, rất là đẹp. Cánh nó có viền trắng nha anh chị, chứ không phải là ánh đèn đâu nha, thực tế nó có viền trắng nha. À, một vòi ạ, à, tím ớt một vòi chị Thảo ơi. Hồ điệp đen chưa về ạ, à, lâu lâu mới có một đợt, hôm bữa vét á, không có. Em chốt chị Trâm Trâm 3 cây à. Em lên 3 cây khác, cây to không anh chị? Một cây nè, một cây, hai cây, cái này hai ngọng luôn nha, hai ngọng luôn nha. Hai cây Hiroshi rất là khỏe, anh chị mua về ghép chậu. À,
em đi có này có kia nha chị, có này có kia, chị lấy cho chị hai cây hai ngòng, chị lấy ba cây hả chị Trần Trâm Nguyễn Bảo, chị lấy cho chị ba cây nha, ba cây là 180.000, combo ba cây 180 của chị, ba cây này nó có 5 ngòng bông nha, có này có kia nha chị, đó ba cây 5 ngòng bông em chốt cho chị Trần Trâm Nguyễn Bảo nha, 5 cây 5 ngòng bông ạ. Em lên combo khác. À, trong khi chờ lấy hàng, tại vì có một bạn chạy hàng, nó hàng hơi lung tung một xíu, anh cho anh chị coi mặt bông thực tế luôn nha. Hiroji. Hiroji, dòng dendro nắng nha anh chị, nhìn cái viền này nó màu trắng trắng rất là đẹp. Ra nắng nó còn đẹp hơn nữa. Lựa em cây đẹp đi, chị Thảo muốn lấy cây tím ớt, đúng không mà? Chị Thảo lấy cây tím ớt đẹp đúng không? Đây, lấy cây tím ớt đẹp. Chị Thảo, bông rất là dài. À, hôm qua có chốt cây thông chơi gom Bangkok, có thể cho chị đổi cây khác được không? Đơn mấy bạn là đã chốt đơn, là đóng gói hết rồi chị ạ. À, nếu là đã chụp bill là đóng gói hết rồi. Cây này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bông đã nở. Hiện tại 1, 2, 3, 4, 5, còn 5 bút phía sau nha chị Thảo. Chị Thảo có ưng cây này không? Cây này 170 ngàn. 170 ngàn. Hàng VIP Đài Loan nha, 170 ngàn. Dạ, đây là nở nhiều 9 bông rồi đó, nở 9 bông, còn 5 bông nữa, thông thường nó khoảng 9-10 bông thôi mà cây này tới 14 bông. Em lấy cho chị cây này nha, cây dài nhất, bông dài nhất luôn nè, chị đẹp. Nè, 9 bông rồi đó, còn 5 bông nữa. Dạ, cảm ơn chị. À, cảm ơn chị Trâm Trâm cho địa chỉ. À, có cây, có hoa, cô cho 3 cây. Chị Thị Nhật Phan, cây có hoa nha chị. Cây đó là em bán cây có hoa, Hiroshi cây có hoa, em lấy cho chị 3 cây nha. Cây đang có vòi bông. Một cây ạ. À. Cây rất là mập, to, khỏe nha, một vòi. Em lấy cho chị Thị Nhật Phan cây thứ hai ạ. À. Chị ghé lấy nè, hai vòi bông nha. Ý, cái vòi này nó bị gãy rồi, tính là có hai vòi thôi nha chị, một cây một vòi. Là hai cây này 4 vòi bông ạ. À. Hai vòi bông, hai cây này là 3 cây này là 4 vòi bông. Em chốt cho chị Thị Nhật Phan 3 cây nha. 3 cây hàng có vòi bông hết nha chị. Tại vì cây nó to lắm, bình thường chị mua mấy cái tước cây nó khoảng tầm 20 mấy cm thôi. 20 25 thôi mà cây này phải 30 mấy 40 luôn nha. 40 cm á. Cây to, tạng to mình vui vừa ghét chậu cây. Cái chậu mình rất là đẹp. Đó, 3 cây này 180.000 em chốt cho chị Thị Nhật Phan nha. Em lên 3 cây khác, anh chị nào ngắm nghía có ưng thì chốt em. Có mấy combo thôi chị, cái ít ít thôi. Chị ơi lấy cái này có kia chứ em lựa hai vòi không được, chị thông cảm giùm em nha. Lâm Phạm không có gộp đơn, hôm qua là đi riêng anh chị, đơn hồi trưa với hồi tối nay thì em mới gộp chung, còn là like nào mấy bạn đã đóng like đó rồi nên thông cảm giùm em không có gộp đơn được. Hôm nay nhiều hàng mới chị canh mua thêm đi. Em lấy cho chị một, có cây này một cây một ngòng, cây hai ngòng nha, chứ không lấy hai ngòng được tại vì em bán kèm á nha. Em lấy một cây này, em để cái rổ bàn tia gần để chị lấy thêm cây cho chị. Có bàn tia nè, em lấy cho chị cây mập nha, cây Hiroshi hai ngòng em chốt cho chị Lan Phạm nè. Lan Phạm nè, một cây ạ. À, cây bàn tia rất là to nha, một ngòng nha. À, vàng tia là 70 ngàn nha, chị lấy lẻ một cây là 70 ngàn, Hiroshi 60 ngàn ạ. À. Em lên combo 3 cây khác 180 ngàn nha, Hiroshi 180 ngàn anh chị, một cây. Hai cây, cây này hai ngòng bông nha. Cố gắng lựa chọn cho anh chị nhiều ngòng nhất có thể, nhưng mà có này có kia. Chứ rồi hai ngòng không thì còn một ngòng em khó bán, thông cảm giùm em nha. Combo 3 cây này 180 ngàn. Hiroshi, à, còn thỏ lớn không hả? Vàng tia nụ lớn, nụ lớn. Đợi chút xíu em đổi cho chị, muốn đổi cây này lên nụ lớn. Đây em lấy cây này nụ lớn, đợi xíu em lấy cây nụ lớn cho chị. Vàng tia nụ lớn, nụ vừa vừa dày nha chị, chứ không có lớn nữa. Em lấy nụ vừa vừa nè. Đây, cây nè, nụ vừa vừa cho chị nha. Đổi cho chị, Lan Phạm, mai bỏ cái chậu vô cho chị. Rớt cái chậu rồi. Combo 3 cây Hiroshi, nắng Hiroshi nha, dendro nắng Hiroshi giá 180 ngàn, 60 ngàn một cây nha anh chị.
Hiroshi nắng Hiroshi nè. À, dòng nắng dòng Dendron Nhật đó anh chị. Nghe cái tên là biết của Nhật rồi đó, Hiroshi. 60.000 một cây, đem đi combo 3 cây là 180.000. Chào chị Hạnh. Chào chị Linh Phạm. À, chào hết mấy anh chị nha. Em đang bán Dendron nắng Hiroshi giá 60.000 một cây, cây rất là mập, khỏe. Anh chị chơi bông này phải tầm 3-4 tháng chưa tàn nha. Hiroshi. Nè, cây rất là to, khỏe nha. Combo 3 cây này. Có cây, có một vài cây nó sẽ có hai hồng bông cho anh chị luôn. Combo 3 cây này giá 180.000, anh chị nào có chốt chốt em nha. Như ba cây này là được 5 vòi bông luôn nè. Rất là to, cây lô này rất là đẹp, rất là ưng tại vì cây to lắm anh chị. Mấy lô trước cây thấp thấp, cây nhỏ nhỏ, cây có tặng 20-25 cm rồi, cây này to ba mấy 40 nha. Anh chị nào có chốt cho góc em nha. Cây Hiroshi mặt bông thực tế luôn nè. Nó gãy bông nên em đưa lên làm mặt bông thực tế luôn nè. Hiroshi. Cánh này cứng anh chị, nó rất là lâu tàn, màu rất là đẹp, màu tím viền nha, viền trắng nè. Rất là đẹp. Nó giống như thằng Monarat vậy đó. Monarat thì nó không có sắn như kiểu nắng nha. Monarat là dạng dendro màu, còn thằng này là dendro nắng nha, giống dendro nắng nên tặng cây nó to. Và anh chị ghép chậu để nó lâu hơn, chơi được lâu, tới cái tuổi thọ nó lâu hơn dendro màu. Một combo 3 cây này 180.000, ai có chốt giùm em chốt nha. Hiroshi 3 cây 180.000. Hôm nay nhiều hàng mới lắm, từ từ anh chị lên, em lên cho anh chị coi. Giờ lên chậu nhỏ trước, nhiều hàng mới lắm. Hiroshi nha. Mặt bông của Hiroshi. Chào chị Thục. Hôm nay anh chị coi hai chỗ nha, Sài Gòn Tiền Giang, Sài Gòn Tiền Giang nha. Đây, mặt bông của Hiroshi. Để như vậy cho anh chị dễ nhìn. Dòng Dendro nắng nha anh chị, Hiroshi. Em đang bán giá, đang cây có hàng có vòi bông, giá là 3 cây 180.000 nha, 180.000 3 cây Hiroshi, nắng Hiroshi. 180.000 ạ. Cây rất là to, anh chị mua về 3 cây ghép chậu rất là đẹp. Chào anh Hai thích. Hàng hôm nay tại Sài Gòn và Tiền Giang nó khác nhau, cho nên là anh chị cứ thấy bên nào được thì ủng hộ bên đó em nha. Hàng nó khác nhau hết à. Một lùm luôn nha. Combo 3 cây này. Chào chị Hứa Thu Hòa. Combo 3 cây này hai vòi bông luôn nè. 60.000 đó anh chị. Ba cây này 180.000. Ba cây này là có 5 vòi bông, 180.000. 180.000. Em có bán vàng tia nữa nha. Vàng tia cũng là 70.000 một cây, combo 3 cây là 200. Vàng tia có vài combo thôi. Cây to. Hai vòng bông anh chị, nhìn cái cây nó mập thù lù luôn nha. Cây to. Cái này phải 40 mấy cm á. Chào chị Phạm Khanh, chào chị Thương Nguyễn, chào chị Lê Thị Hà, chào hết mấy anh chị nha. Combo 3 cây này hà 180.000, có ai chốt chốt em nha. Bông của nó đây. Đây ạ. À, dòng Dendro nắng nha. Để cho dễ nhìn. Đây. Chào chị Quỳnh Như. Hàng này là anh chị cứ hỏi miết mà lâu lâu mới về được một vài cây mà dành nhau chốt, hôm nay về được một ít. Tầm khoảng mười mấy cây thôi, có mười mấy cây Hiroshi thôi. Mười mấy cây, ai có chốt thì chốt em Hiroshi nha. 5 cây này, 3 cây này 5 ngồng bông 180.000 nha anh chị. 180.000 nha. Chắc đang săn game ở dưới hay gì rồi đã mất tiêu rồi. Hiroshi. Em có bàn tia với Hiroshi nha anh chị. Thâm nhẹ chị, như là mặt anh Thông Phan ơi. Mùi hương nó không có đặc trưng, cho nên đây không có nhắc đến nhiều tới mùi hương thơm nhẹ, nhưng màu bông thì rất là đặc sắc. Đẹp, đặc sắc, nó có cái viền nữa. Điểm viền rất là đẹp. Này em cho coi mặt bông của nó nè. Đây. Anh chị nhìn đi, cánh nó là viền nha. Lưu ý cánh nó là có viền nha. Dòng Dendro nắng Hiroshi. Nó giống như thằng Monarat rồi đó. Nhưng mà Monarat thì cánh nó là Dendro màu, còn này là dòng Dendro nắng, cho nên để chơi tuổi thọ nó lâu hơn rất là nhiều. Chào chị Ý Như Lê. Như Ý Lê, Ý Như Lê. Đây ạ. À. Em đang bán 60.000 một cây. Một combo như vậy là giá 180.000 ạ. 180.000. Combo đem lên từng cây cho anh chị coi lại nha. Một cây. Đang có ngồng bông. Hai cây. Đang có hai vòi luôn nha. Cây rất là khỏe. Anh chị nhìn bộ rễ nè. Cái này về kêu trồng chết, không biết sao chết luôn á. Rất là khỏe nha. Con ở dưới mầm gốc rất là nhiều nha. Ba cây. Nhìn bộ rễ nè.
Combo 3 cây này 180.000 thôi chị. Nắng Hiroshi. Nắng Hiroshi combo 3 này cây này 180.000 nha. Em lên cái vàng lưỡi đỏ chậu to cho anh chị, chắc anh chị không thích chậu nhỏ, thích chậu to hay sao. Em lên chậu to cha. Lên cái nắng lưỡi đỏ chậu to, cái nào mà có bông nở nở vậy cho nhìn hấp dẫn. Đấy cái năm cái trắng quốc dân bông to nè. Em lên hàng chậu to, chắc anh chị không thích chậu nhỏ, em lên chậu to nha, có chậu to. Đây, vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ nha. Nay chớp của em chưa nhận được. Với bạn báo phí ngày nào á chị, hình như là bữa live trước. Để mai em hối phát đơn của chị nha, ghi chú vô sổ mai hối phát. Vàng lưỡi đỏ nha, chị nhìn cái cây đã chưa? Giá hết hồn 180.000, 180.000 em cho chị coi mặt bông. Cái này vàng lưỡi đỏ hoa thơm nha. Hoa này thơm nha anh chị, 180.000. Anh chị chắc thích cái chặng cây to, em sẽ lên cây to cho anh chị. Em có cây to cây nhỏ đều có hết, nhưng bây giờ lên cây nhỏ không ưng lên cây to nha. Vàng lưỡi đỏ nha. Mùi hoa thơm màu vàng đậm nha anh chị, không phải là màu nhạt nhạt màu xanh xanh đâu, này là vàng đậm nha. Lô này vàng đậm. Cây thì mọc rút nút luôn con, rồi quá trời mầm ở dưới luôn. Đây, vàng lưỡi đỏ hoa thơm 180.000. Dạ có luôn nha chị, có 10 55 10 30.000 một lọ. Anh chị nhìn cái chậu này nè. Đây, một lùm luôn chưa? Cây này 180.000 nha, một lùm luôn, nhìn con nè. Mầm con kia nó mập như là cây mía luôn anh chị. Nè, mập ghê chưa? Bên này có con nữa nè. Ba con mập ở trên này nè. Cây này tức là nó rất là khỏe, anh chị nhìn đi. Đây ạ. Kiếm ở Tiền Giang, ở trên Sài Gòn không có nha anh chị. Cây này ba ngọn bông luôn nha. Ba cái mầm luôn, rất là to, rất là khỏe. Cây này rất là to anh chị. Giá 180.000. Vàng lưỡi đỏ ở Tiền Giang có kiếm nha. Sài Gòn, Tiền Giang hàng khác nhau anh chị. Combo một cây này 180.000. Có bò sữa không hả chị Trúc Linh? Còn được 1-2 cây trà bò sữa. 170.000 cây bò sữa. Ai chốt cái cây vàng lưỡi đỏ này 180.000 nha. Anh chị lưu ý là vàng lưỡi đỏ hoa thơm nha. Hoa thơm, cây mập thù lù luôn nè. Mầm rất là to, rất là khỏe. Nhìn cái cây anh chị nhìn thấy không? Mầm khỏe, rất là to. 180.000 một cây. Đây 180.000 cây. Một lùm luôn, cái này ra chậu lớn đó là nó bung tới mức độ nào, đứng lá, đứng thân này, mỗi thân là đứng lá hết nè. Một thân này đang cho hoa bông, còn tới 4-5 thân là đang đứng lá anh chị. Một thân này đứng lá nè, hai thân đứng lá, đứng ngọn nè. Bà cho em 7 chai, của chị 10-55-10 lấy 7 chai. Vàng lưỡi đỏ hoa thơm, dạ rồi chị. Chị Lộc Như Ý lấy 7 chai 10-55-10. Sạch dữ ra. Hoa chừng nào, cái này 3-4-5 tháng là vô tư luôn nha anh chị. Cái này là khoảng tầm khoảng 3 tuần nữa bắt đầu mới nở bông á anh chị. Tầm 2-3 tuần nữa bắt đầu mới nở bông. Mà cành bông nó là chơi phải tầm 3-4 tháng sau nữa. Từ lúc anh chị mua hàng này phải 4-5 tháng vẫn còn nhìn thấy bông của nó. Rất là lâu tàn. Đó anh chị nhìn một lùm chưa, con thì rất là nhiều nha. Cây rất là khỏe. Nó chật chậu luôn rồi, anh chị về sang chậu lớn giùm em ha. Cái giá trị cây nó nâng lên rất là cao. Nếu mà sang chậu lớn nè mầm nè. 180.000 cây này nha. Cây này 180.000, ai có chốt chốt 180.000 chốt mềm. Mầm nè anh chị coi nè, rất là to. Mầm con là 1-2 mầm con, 3 mầm luôn nha. 180.000 một cây, rất là to. Chị Thanh Hà muốn coi lại vàng lưỡi đỏ em cho nè. Vàng lưỡi đỏ này là hoa thơm nha anh chị. Màu vàng đậm nha. Lưỡi nâu đỏ rất đẹp. Lưỡi nâu ánh đỏ rất là đẹp nha anh chị, không phải là lưỡi xanh đâu nha. Cây này ai chốt là như là trúng số luôn. Em thấy là thật sự cái cây này rất là ưng luôn. Đơn nếu có báo phí là đi rồi. Chị em chốt cây cho anh Đoàn Nhật Thanh 180.000. Chị có đưa mà chị em có đưa là hư sao xử lý, hứa cho chị mà không có nói gì hết.
lên 3 cây 200 hả? Lên vàng tia, em mới lên vàng tia á. Em lên cây vàng lưỡi đỏ xong cái em lên vàng tia cho chị Như Ý nè. Cây vàng lưỡi đỏ nè. À, để em coi lại cái đơn của chị. Hình như em có trả lời mà, em nhớ em có trả lời cho chị á. Một tí xíu nó bị cấn cái thân do cái vận chuyển chứ không sao hết cho chị. Em mới về Tiền Giang mua được 2 cây bầu rượu. Tương lai tới nay ra vườn lan ngủ. Dạ sao xỉn thế sao ra vườn ngủ thôi. Đây ạ, à, em lên cây khác nè, chị nhìn to ghê chưa? To ghê chưa? Cây này cũng 180.000, ai có chốt vàng lưỡi đỏ có mặt bông luôn nha. Mới nở thì cánh hơi chưa lên đậm màu. Anh chị, nó mới bung cánh nở thôi, nó chưa đậm màu. Có nắng lên anh chị sẽ thấy nó rất là đậm màu lên nữa nha. Đang có mặt bông nở luôn. Có nở có nụ. Ở đây cây này ba vòi bông nha. À, có vàng tia đó chị, vàng tia 103 cây. Có lại anh ba lai nữa, combo 3 cây 200, từ từ em lên cho. Hai ngòng bông nè. Ba ngòng bông nè, cái này nó đang vừa nở vừa nụ. Cây này 180.000 quá trời đẹp luôn. 180.000 quá trời rẻ luôn hả anh chị, nhìn coi nè. Rễ rất là khỏe. À, Nguyễn Thanh Tú cho anh một chậu, em lấy cây này cho anh Tú nha, em cảm ơn ạ. À, rồi từ từ em lên, đang lên là vàng lưỡi đỏ cái. Em lên combo 3 cây vàng tia cho chị Như Ý nè. Đây ạ. À. Dạ, à, để ghi chú chị Lộc Như Ý muốn lấy thêm phần. Có đặt rồi mà chưa có. Cây của em là lá bị hư và vàng, em hỏi xử lý sao? Không phải mà đơn đó, không phải đơn đó hả? Dạ rồi, chắc là hôm nay các bạn đơn nhiều, các bạn chưa xử lý kịp. Ai vậy? Sao chị dụ ảnh đi phố, anh cũng mê lan, anh cũng mua hơn chị nữa đó. Đây ạ, à, cây này nha, cảm ơn chị, cảm ơn khách VIP của em luôn nè. Cây vàng tia, em lên cây vàng tia chị Nhật Lộc Chị Ý coi nè. Một cây, combo 3 cây này 200.000, 3 cây này được 4 ngòng bông nha, cây này được 2 ngòng bông luôn. Cây này rất là to, chị nếu mà chị vàng tia mấy anh chị lô mấy lô trước anh chị cây nó thấp nha. Còn cây này là dạng cây cao. Cây cao nha, cây cao 3 cây này 200. À, em lên cái vàng lưỡi đỏ tiếp nha. Từ từ em lên cho chị, từ từ em lên từng màu cho. Nó hỏi rồi em rối. Em lên cây này. Cây này 170.000 thôi, vàng lưỡi đỏ 170. Em có cây to nè, cây to 180 lên trước. Cây 180 luôn, ai có chốt 180 chốt em một lùm luôn nha. Một lùm luôn nha. À, muốn tìm bò sữa 2 ngòng, coi kiếm cho con kêu bò sữa 2 ngòng không? Đợi xíu mấy bạn kiếm cho con không nha. Cái này 180.000, có ai chốt 180 giùm em nha. Một lùm luôn. Anh chị. Cây rất là khỏe. À, thân tơ rất là nhiều nha. Ở đây là nó dập lá này không sao nha chị, do cái vận chuyển thôi. Một cái thân này nhưng mà thân này rất là tơ. Anh chị nhìn là mập chưa? Hai thân này rất là mập, cái này 180.000. Thân con nên đã lên rồi, cái này tầm 1 tháng nữa là đủ sức cho bông trên hai cái thân này rồi anh chị. Cái này đứng lá, thân này đứng lá, thân này cũng đang đứng ngọn nha. Cây này 180.000, ai chốt vàng lưỡi đỏ hoa thơm chốt cho em 180.000 nha. Cây vàng lưỡi đỏ hoa thơm 180.000. Đợi em kiếm hai cây bò sữa 2 ngòng cho mình ạ. À. Cây này 180.000 ạ. À. Đây cây vàng cây chị Trúc Linh Tô Thị coi với em cái bò sữa này 170.000 nha. 2 ngòng. Này em chốt cho chị nha, một cây nè, một cây 2 ngòng nha. Lá rất là đẹp nha, 170.000 một cây ạ, à. Cây thứ nhất ạ. À. Cây số 2. 170.000 nha chị, 170.000 một cây. 170.000, một cặp này 340.000. Em chốt cho chị Trúc Ly đúng không? Trúc Linh Tô Thị ạ. À. Cặp này 170 một cây nha. Chị nhấn ok ra đồng ý thì ok giùm em. Còn lại là cây một ngòng. À, có đi đơn chị Thảo ơi, đi hết. Có đi ạ. À. Đi riêng đơn được. Nên mua ít hả? Ông xã la bị đuổi ngoài. Ông la vậy thôi. Không đuổi ông ngủ mình đâu được. Đây ạ. À.
Cái này là em chốt cho chị Trúc Linh nha. Ok thì nhấn ok giùm em nha. Một cặp như này là 340, một cây 170.000 ạ. Chị có nha. Ok thì nhấn ok giùm em. Trăm bảy mươi ngàn một cây hai ngòng. Mẹ có cây vàng lưỡi đỏ, nó không vàng mà nó lại xanh. Ủa ông ở tiệm vàng à, cây vàng lưỡi đỏ, chị thêm nắng nó giùm em. Nó có vàng, có lưỡi xanh cũng có vàng lưỡi đỏ. Chị coi, chị coi kỹ à, lấy một cây thôi. Nở với nụ. Cây nào cũng nở với nụ, em lấy cho chị cây đầu tiên nha. Em còn một cây đốm hai ngòng nha. Dạ rồi, không sao chị. Cảm ơn chị. Đây 170.000 cây đốm nha. Ai có chốt cây đốm chốt không em? 170.000. Đây cây này 180.000 cây vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Em cho anh chị vô sao coi mặt rong của vàng lưỡi đỏ hoa thơm. À, cát không có chị ơi, cát ở Tiền Giang. Đây mặt bông của vàng lưỡi đỏ hoa thơm nha. Tiền Giang đang nhộn nhịp ở dưới lắm, Yến về tới đâu là nhộn nhịp tới đó à. Anh chị cứ thoát ra thoát vô, có hai chỗ không sao, mặt hàng hai chỗ khác nhau nha anh chị, khác nhau hết nha. Vàng lưỡi đỏ hoa thơm em có chậu to như vậy, giá là 180.000 một chậu. Anh chị nào có chốt chốt em. Cái này mình sang chậu, chậu to rất là to nha, sang chậu là rất là đẹp, cây rất là khỏe. À, em có rát ghép lũa nữa. Cái này chắc chị Thảo thích lắm nè, tí em lên cho anh chị coi. Có cái rát và rát cát rồi ghép sẵn hết rồi, thuần hết rồi. À, ít ít à, mỗi cái chừng mười mấy bản thôi, rất là đẹp. Lên trên nó thu hút ha. Lấy cho chị cái brat ghép đi. Cái này 180.000, ai chốt vàng lưỡi đỏ hoa thơm chốt giùm em nha. Hai nick mới chốt được. Của chị là nick Thảo Nguyễn với Thu Thảo Nguyễn mà, phải dùng hai nick mới chốt kịp Yến. Đây có mấy bản này ghép đẹp lắm nè. Cái này em tính vô cuối like nhưng mà giờ lên đi, chứ để thôi Tiền Giang nó lấn lướt quá nè. Đây nãy có mua hai size rồi. Hôm nãy có về để riêng không? Size lớn. Đây anh chị nhìn đâu, đã ghép thuần hết rồi nha. Ghép thuần chuẩn bị làm bông thôi. Một bản. Bản này em đang bán 280.000 một bản như vậy. Đó là bản brass ghép gỗ nha, đã ghép rồi. À, em có chi nhánh 2 ở Tiền Giang nữa, hai chỗ lận anh chị, hai chỗ lận nha, hai chỗ bán live rồi. Ở đây là có ba cây brass ghép lại nha anh chị, đã ghép thuần hết rồi, bám chặt chưa hết rồi. Anh chị muốn để riêng cũng được để tận hưởng ra bông thôi, hoặc là mình có thể là mình thêm gỗ thêm nữa ha. Rất là đẹp. 280.000 bản này. Có bản này có cả có cây cát trên này nữa nè. Đây. Cái này bản lớn không? Có hai size. Cái này cũng 280.000 nha. Cái này đang có bông luôn. Hoa thơm nha. Cái bông này nó sắp tàn rồi. Hoa thơm. Không biết tên, không biết tên. Cát nha, cát brat ghép lại nha, cát brat, cát tú cầu. Lợi có hoa, em Đoàn Nhật Thanh em chốt cho anh cái bản này có hoa nè. 280 nha anh, cảm ơn ạ. À, chi nhánh 2 ở gần chợ Vĩnh Kim, nó đúng ra nó là ở Bình Trưng đi vô á. Em lên bản cát rát tiếp nha, ghép gỗ nha, 280.000 luôn. Này bông thì nó nở rồi, thấy mặt bông nha anh chị. Anh Nữ Hoàng Bóng Đêm nè, hoa thơm lắm. Dạ của anh tổng hai đơn rồi, em nhớ rồi, anh cảm ơn ạ. Nhắn cho em thêm cái địa chỉ nếu mà anh chưa có mua bên shop lần nào nha.
Cái này là 280.000. Dạ, lựa thêm từ từ coi thêm, lựa thêm giùm em. Cái này là cát laya nha, với brass nữ hoàng bóng đêm. Đang có mặt bông sẵn nha, đã ghép thuần hết rồi. Chào chị Quyên Lê. Em đang bán brass này ghép sẵn này, 280.000 một bản này. Còn bản này to hơn nhưng lại chưa có bông. Giá 180.000 chỉ có brass nữ hoàng bóng đêm thôi nha anh chị. Này là lô brass nữ hoàng bóng đêm ghép gỗ hết rồi. Rất là đẹp. À, chị cũng gần rồi. À, nó nằm ở ngã ba Bình Trưng á. Ngã ba Bình Trưng đi vô, chị vô khoảng một cây số là tới vườn lan. 280.000 nha. Còn chớp Enobi nụ không? Còn cây nè. Doraemon em xem hết rồi chị Trúc Linh nè. Doraemon hết rồi đúng không? Em còn cây nụ qua chị Thảo. À, còn một cây nụ có cây nở. Còn có một cây hai vòng bông nè. Cây tơ mọc thụt lút luôn. Nhìn cái thân nó mọc thụt nù luôn nè. Mọc thấy sợ luôn. Ủa còn hai cây. Còn hả? Còn 20 cây sỉ chờ ngày mai đóng. Mai đóng sỉ. Thì gồm với Thái Linh cho. À, em cái chớp Enobi này là 110.000 một cây nha anh chị. Đi một cặp là 220. Còn nữa không? Còn. Còn nữa chị Thảo ơi, chị Thảo lấy em lên nữa còn mấy cây để em đưa từng cây chị coi. Cây này cây số 1 nè. Cây số 2. Nó bị thiếu hai bông nhưng mà bông còn phía trên rất là nhiều nha. Con vòi thứ hai là cây này hai ngọn bông. 110.000 một cây chớp Enobi nha anh chị, 110.000 một cây. 3 cây. Hai ngọng, đa số là hai ngọng. Nếu mà một ngọng này cũng hai ngọng nha, 4 cây. Này là nụ. 5 cây, cây này thì nở hết rồi. À, em tính cho chị như giá như hôm qua có bớt lại 10.000 cây là 100.000 cây á. Chị lấy 5 cây, em lấy 5 cây cho chị nha. Đó, cái này thì có nở có nụ mà còn con nhiều. 5 cây. Hay là nếu không lấy cây đó thì em có cây này, một ngòng. Đó. Là còn 6 cây, em còn 6 cây. 6 cây. Chớp Enobi, chị Thảo lấy mấy cây thì nhắn lại em lấy 5 cây. Dạ rồi. Lấy 5 cây đi. Phúc kêu phải không? Lấy 5 cây cho chị là lấy cây đẹp nhất luôn nè. 1 cây à. 2 cây. 3 cây. 2 ngọng bông như vậy Thảo. Về ghép hả chị? Nụ nha. Dạ ok chị, em lấy cây nụ cho chị. 4 cây. Có cây này là 1 ngọng nhưng mà thân nó dưới đây mọc còn mầm lên rất là nhiều nha chị. Mầm ở dưới đây nhiều lắm, 5 cây. Bỏ cây nở lại. Dạ em biết rồi, bỏ cây nở lại rồi. Hồ điệp đen không có à. 5 cây. Có một cây là một ngòng. Nhưng mà nó thân nó nhiều, mầm con ở đây còn nhiều lắm nha. Không lấy tặng lấy. Tặng lỗ, nhiều quá lỗ. Em bớt chị rồi, bớt 10.000 cây à. Còn cây nở. Em để cây nở lại. Đúng rồi, ghép là rất là đẹp đó chị. Đây, em thấy brass nữ hoàng bóng đêm nha. Chị lấy, em lấy lan giá 280. Chị Linh Nguyễn lấy cái brass này nha chị. 280 này đẹp quá trời luôn à. Em lấy bản này cho chị nha. Brass nữ hoàng bóng đêm. Này bản số 1. Này bản số 2. Em lấy bản số 1 cho chị nha. Nếu mà chị có thay đổi thì nhấn lại giùm em. Nếu ok thì xác nhận giùm em nha. Bản này rất là đẹp. Bản này bản số 2. Em lấy bản số 1 cho chị nha. Nó chưa hoa. Nó chưa hoa. Tí xíu em lên cho chị. Tí xíu em lên cho. À, nó chưa hoa nhưng mà nó đã thuần hết rồi. Chuẩn bị cho bông á. Rất nữ hoàng bóng đêm nha. Em lấy cái này, bản này đẹp rồi. Bản này số 1. Em lấy bản số 1 cho chị nha. Còn bản số 2 nè. 280.000. Em có bản nhỏ nữa. Đưa bản lớn cho chị luôn. Bản này bản số 3. 280.000.
nó ít thân hơn kia nhưng mà bù lại nó có bông. Bản này bản số 3. Em còn bản số 2 và bản số 3, ai có chốt bản nào thì chốt giùm em nha. 280.000 đồng giá nha, đã ghép hết rồi nha anh chị nhìn nè. Ghép hết rồi. Tại vì ghép nó là rất là kỳ công, ghép vô như vậy là nó hao hụt rất là nhiều mà lên đẹp như vậy là rất là khó anh chị. Nó rễ ôm như vậy rất là đẹp rồi. Rất là kỳ công, hàng này em tính vào để cuối live cho đỡ chị đỡ buồn ngủ nhưng mà thôi, lên luôn. Đang có bông rách nữ hoàng bóng đêm nha, hoa rất là thơm và thơm nặng mùi vào buổi chiều nha. Căng dữ. Hôm qua như chưa tặng chỉ phải không ta? Không biết cái đơn kia không nhớ có tặng chưa, để em coi đơn lại. Cái đơn gì đã rồi. Mua bùi chơi tặng một cây lên một cây. Có tặng rồi, qua Yến có tặng một cây cho chị rồi. Lấy thêm cây hồ đẹp tím cho chị đi. Đây, rách nữ hoàng bóng đêm đã ghép bản gỗ sẵn rồi. Anh chị nào có chốt thêm chốt em nha. Em lấy cây vàng hồ điệp. Chốt cây Linh Nguyễn lấy bản số 2 chị. À chị Linh Nguyễn hả? À. Vậy là bỏ cân kia lại đúng không? Rồi, em chốt cho chị Linh Nguyễn bản số 2 nha. Em chốt cho chị Linh Nguyễn ạ. Em còn bản số 1 với bản số 3. Và bản số 1 đây. Cho em xem hoa của bản số 1. Em chốt cho chị Thảo cái này nha. Nở nhiều rồi chị, còn còn 4 búp rưỡi chưa nở nha. Bông rất là dài, bông 2 4 6 8 9 bông. Cành này 13 bông, em chốt cho chị Thảo nha. Chờ em xíu em cho coi mặt bông là chị Đặng Ánh Nguyệt ơi. Đây, chờ xíu em cho coi mặt bông. Em sạch cái rách nữ hoàng bóng đêm giùm chị. Đây cây của chị Thảo. Nhiều mặt bông quá, chờ em xíu. Hồ điệp đen chưa có, Xuân Nguyễn ơi. Nữ hoàng bóng đêm. Đợi em lấy mặt bông cho anh chị coi. Chờ em xíu. Nó màu trắng á. Màu trắng hoa thơm, hoa rất là thơm. Em nay không có cát, em có rát ghép gỗ thôi. Cát rát ghép lũa. Ghép thuần hết rồi anh chị, ghép lâu lắm rồi chứ không phải là mới ghép đâu. Brass. Anh chốt hay cho nó. Dạ ok anh. Từ từ tí xíu em lên hàng mới cho thư thả coi. Từ từ. Đây em cho cây mặt bông. Phí ship mai em báo nha. Cái bản đó chắc tầm khoảng 30-40 ngàn à. Dạ cảm ơn anh Thanh. Tiền ship khoảng 30-40 ngàn à. Đúng rồi, rất là thơm. Em đang lấy là mặt bông. Tại vì về chưa có kịp chuẩn bị mặt bông á anh chị. Cho nên thông cảm giùm em nha. Chờ em xíu em lấy mặt bông cho anh chị coi nè. Rất là thơm. Thơm nhất trong cái dòng brass luôn à. Không cho coi. Bông. Bản này là bản số 1 nha. Bản số 1 rất là đẹp. 280 ngàn. Đây mặt bông đây. Đây ạ. À. À chốt thêm 2 cây hả? Dạ xin lỗi chị, vậy là hồi nãy 1 cây nữa là 2 cây là tổng 3 cây. 3 cây ớt đỏ để em lấy thêm cây nữa cho chị. Có mũ nữ mật ngọt nha. Có ạ. À. Còn vài cây nữa. Mật ngọt một ngồng 250, 2 ngồng 280 ạ. À. Lấy thêm cây ớt đỏ cho chị nha. Cái này cũng nở nhiều như ý của chị luôn, còn 4 nụ nha. Đây ạ. À.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mới nở 8 bông. Còn 4 bông ở phía sau ạ. Cành này 12 bông. Tím đốm hả? Chị Thảo lấy tím đốm. Chờ em xíu, lấy tím đốm cho chị. Còn cây tím đốm 2 ngọn bông mới đưa xuống. Chờ em lấy tím đốm. Tím đốm là bông bông nhỏ nha chị, bông nhỏ. Em đang bán rát nha anh chị. Rát một cành một bản như vậy là 280.000. À, cái tím biến á chắc chị lấy tím to đi. Này bò sữa hay gọi là đốm này bò sữa. Này là màu bò sữa, chị Thảo lấy màu gì ta? Tím đốm. Đốm đằng sau, đợi xíu em nó lấy cho chị, nó hơi nó nằm ở bên trong, chờ em xíu. Thấy chưa, người ta chọn mà số 1 rồi không chịu. Đổi cho chị nè. Em nói bản này đẹp mà nó chưa có bông nhưng mà nó đẹp. Đổi cho chị nha. Đây ạ. À. Phải chị. Cái chị Thảo thì thích nở nhiều, cái bản này chị không chịu đâu. À chị Thảo ơi, em chỉ còn cái ớt mà nở nhiều thôi. Loại bông to ớt nở nhiều. Còn cái này đốm như vậy thì nó nở ít. Tím biến nè, em kêu tím biến đó. Chị ưng cái màu nào thì nhắn lại giùm em. Cái này thì mới nở có 3 bông à. Dạ rồi. Nhắn cho em cái địa chỉ số điện thoại vô đi để mai ra đơn cho nó nhanh ạ. Cái này 170 ngàn. Không có cây nở nhiều. Dạ không có cây nở nhiều. Nở nhiều chỉ có màu ớt đó thôi là nở nhiều thôi chị. Màu ớt nó cắm chậu là lên em về em nở nhiều. Ở đây la số là 3-4 bông thôi. Dạ rồi, ok, lấy cây mini cho chị. Bò sữa. Đây ạ, à, em lấy cây này cho chị ạ. À. 170 ạ, à, 2 ngọn bông nha. Cảm ơn chị. Em còn brat nha. Đây ạ. À. À, tiền ship Đồng Nai tính theo cước cân nặng bao nhiêu thì tính bấy nhiêu chị. Rồi mọi miền đều cùng một đồng giá nên chị. À, shop ở Sài Gòn, ở Tân Phú, Sài Gòn anh chị ơi. Em có cái bản Colosa. Colosa này 200 ngàn bản. Anh chị nào có chốt nghe em bản này 200, bản nhỏ. À, là đơn đủ 1 triệu. 500 mấy. Dạ đủ rồi chị. Không ta? 3 cây 170, 500 mấy. Dạ đủ rồi ạ, à, dư nữa. Nó đi tầm 1 tới 3 ngày, nhiều khi được 4 ngày nha chị, tùy theo tiếng họ đi giao nha. Đây ạ. À. Em có Brad Colosa hoa thơm nhưng màu tím luôn. Doraemon hết rồi chị Trúc Linh ơi. Doraemon hết rồi. Bản này anh em bán 200.000, ai có chốt bản này 200 chốt giùm em. Này là ghép thuần hết rồi nha chị, lưu ý là thuần hết rồi nha. Rất là đẹp, nhìn xinh lắm, bông ra liên tục, rát nè, cây này có bông 1.10.000. Rồi, cây này Colosa, anh chị nào có chốt em nha, rát Colosa hoa thơm 200.000 bản này nha. Hàng ghép như vậy rất là hiếm, thông thường anh chị mua là hàng chậu về ghép như vậy phải hao hụt rất là nhiều mới được như thế này anh chị, mới được như thế này. Bản này bán cũng có 200.000, bằng như bài hàng chậu rồi. Anh chị muốn thích thì ghép thêm vô. Mình mua cái khúc và cái lũa. À, cái lũa rồi mình ghép vô thêm nha anh chị. Nhiều hình để mình ghép lại nha. Brad này là 200.000, từ từ em lên cho chị ơi. Nãy lên đồ lên 3 cây 200 em lên rồi không chốt, giờ đồ lên khác từ từ đi, từ từ em lên cho. Còn nhiều hàng lắm, từ từ thư thả chị ơi. Đây, cái này mà 200 ngàn, ai có chốt Colosa này, 200 chốt mềm nha. Bản Colosa, hoa thơm nha. Mà đây, em để gần cho anh chị coi mặt bông của nó nè. Cái này rất là xiên bông, hết bông này nó ra bông khác luôn anh chị. Hoa thơm, rát ngày xưa nó đắt lắm, hồi xưa nó 3-4 tí xíu vậy là đã bán 150, 200 ngàn rồi anh chị. Cái này một lùm luôn, chị tách ra rất là nhiều con. Nếu anh chị không thích ghép thì anh chị tách rất là nhiều. Đã ghép như vậy thì ghép nó có giá trị rất là cao. Nhớ qua các bạn...
Dạ rồi, ok chị. Đây, cái này 200, ai có chốt 200 chốt mẹ em. Ý chị khách là Trung Mỹ Vân mà. Phan Tấn hỏi chị Mỹ Vân bản này 200 được không? Có lấy bản này không? 200 nè chị. Bản này 200. 200 ngàn. Anh chị nào có chốt chốt mẹ em bản này 200 nha. Bản này thì đắt hơn, bản lớn. Bản này lớn 280. Nó có Colosa, có Brad, đang có nụ luôn. Đang có nụ nha. Cái này 280, bản này 200. Anh chị nào chốt giùm em. À, tất cả đơn hàng của shop đều được xem hàng để trước khi nhận nha anh chị. Nhưng mà hoàng hoa tươi mà nhiều khi vận chuyển nó có vấn đề gì bị gặp gãy hoặc là hư hỏng gì, anh chị vui lòng phản hồi lại shop giùm, chứ đừng có từ chối nhận hàng thì tội shop anh chị. Nhận có vấn đề gì báo lại bên em đều hỗ trợ cho khách hàng hết. Nguyên tắc là được xem hàng trước khi nhận ha. Đây ạ, bản này 280 ngàn, đang có vừa nở nha, có nụ. À, cái này đang có nụ nữa anh chị. Đang có nụ. Đây. Đây, đang nụ nữa nha. Cái này là cá la da. Hai cây brat với một cây cá la da mà có 280 ngàn đã ghép như vậy rồi, rất là đẹp. Anh chị mua cái thêm cái bản vú sữa nữa ốp vô đây, ghép là cực kỳ đẹp luôn nha. Chào chị Huyên Võ. Em đang bán brat cát ghép bản này là 280 ngàn, bản này 200 ngàn. Anh chị nào có chốt chốt em nha. Em lên ba cái sọt rồi chị sẽ đi cái xanh mã lai, cái vàng lưỡi đỏ với lại Hulusi đi chung. Hulusi thì có rồi, mỗi cái một sọt ri combo ba cây á, chị đòi ba cây ba màu. Em chốt chị Hạnh Nguyễn 280 ạ. Cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, ghép đẹp lắm đó chị, nói đúng là kỳ công lắm mới được như vậy anh chị. Em chốt cho chị Hạnh Nguyễn bản 280 ạ, em cảm ơn. Hình như cái bản nào bản này xả rồi đúng không? Dạ. Em bản này 200, anh chị nào có chốt bản này 200 Colosa chốt 200 giùm em nha. Brad Colosa đã góp ghép bản rồi, thuần hết rồi nha anh chị, bản này 200. Bản này cũng 280. Mua bên kia mà muốn mua thêm mũ nữ mật ngọt gặp chung được không? Dạ không, mà bên kia nó ở Tiền Giang, em ở Sài Gòn đóng riêng không gặp được. Nhiều hàng lắm, từ từ thư thả mua nhiều hàng lắm. Nếu mua lan thanh lý ghép cây hướng lên hay hướng xuống? Hướng lên chứ. Hướng lên nha. Em có cây giống mà bán rẻ nữa anh chị, có 10.000 cây à, mua cây có 10.000 cây à, mua lan 10.000 cây, tí xíu em lên cho từ từ. Rồi bây giờ em sẽ lên combo 3 cây 3 màu nha. Chờ em xíu. Đây brat nha, em đang lên brat nè. Brat ghép bản này, bản này 280.000. Bản này bản số 1 280.000 nè, thấy anh chị ghép, người ta ghép hướng lên chứ không ai ghép hướng xuống nha anh chị. Ghép hướng lên nó đẹp hơn đó. Ghép nó kỳ công, nó hao hụt như nhiều dữ lắm mới được như vậy. Bản như vậy là có 280.000 thôi anh chị. Nó như vậy thì mình chỉ việc ốp thêm nữa thôi, thêm lũa nữa thì nhìn cái bộ nó rất là đẹp, nó nhảy đều hết trên cái khúc lũa của anh chị, thì khi đó cái giá trị của khúc lũa anh chị nâng lên rất là cao nha. 280.000 bản này. Bản này thì một màu. Chị có hồ điệp ngọc em không có hết rồi chị Huệ Vỡ Bạch ơi. Bản này 200, ai có chốt bản Colosa này 200 chốt giùm em nha. Brad Colosa 200. Rồi em lên cái combo chị Như Ý đó còn không nè. Combo này em sẽ đi 3 cây 3 màu cho anh chị luôn. Thể theo yêu cầu của anh chị 3 cây 3 màu cho dễ mua. 60.000 cây nha, là hết lòng hết dạ luôn rồi đó. Cái vàng tia là 70.000, hai cái kim kia mỗi cái là 60, nữa là 210.000 một combo. Em sẽ lên vàng tia. Đây là xanh. Chốt 200 cho chị Mỹ Vân. Cảm ơn chị Mỹ Vân. Em chốt cho chị bản 200 đẹp lắm, em ưng lắm. 200 bản đẹp lắm. Còn nhiều bản 200 nữa, chị cũng coi em lên cho bản
200 khác từ từ lên nha. Cái này là xanh xưa nha, Yến mới bán anh chị hôm qua cái chậu lớn, cái nay em có chậu nhỏ. Hồi đẹp cái giống không có à. Đây mặt bông luôn đây. Xanh xưa 150.000 nè. À, ở Lê Trọng Tấn là cửa hàng chính, còn kho thì đối diện Lê Trọng Tấn nha anh chị. Xanh xưa nha, mặt bông à, xanh xưa nha. Cây này, cây to em bán 150.000, cây nhỏ là 60.000 một cây, đi combo 3 cây là 180.000 nha. Anh chị nào có chốt chốt giùm em. À, em sẽ đi theo từng màu chứ không thể nào bán một lần 3 màu nha chị gì đó ơi. Cho nên là nếu mà chị chốt thì chốt từng cây đi gặp lại, chứ còn mà một lần đi 3 màu rất là khó bán ha. Em sẽ đi từng cây. À, nói giờ chưa thấy shop nào gói kỹ như vậy. Cảm ơn chị Võ Huyền Linh. À, em làm rất kỹ, cố gắng rất kỹ, tại vì tất cả hàng đi mà anh chị có vấn đề gì không nhận là rất là tội cho bên em, cho nên là rủi ro rất là cao, cho nên là em làm kỹ từng khâu hết á, nhưng mà vẫn có những cái sơ sót nhất định. Đây ạ, chào chú Tâm Nguyễn. Xanh xưa nha anh chị, hôm nay có mấy chậu xanh xưa về rất là đẹp, hôm qua bán hết sạch bóc, hôm nay em về cái lô mới này của vườn mới luôn nha. Giá 150.000 vẫn không đổi. Anh chị nào có chốt xanh xương 150 thì chốt giùm em có chậu lớn mà hàng chậu nhỏ. Rồi bắt đầu lên chậu nhỏ. À, xanh xưa nha, hoa thơm. Đó, bền nhất trong các cái dòng cánh rất là cứng nha anh chị, xanh xưa. Nó còn gọi là xanh mã lai á. Nhà vườn thì gọi là xanh mã lai ha. Ở đây gọi là thông chơi gôn, văn cốc xưa. Ha, còn gọi là xanh mã lai. Cây này 150.000, ai có chốt 150.000 thì chốt giùm em 150.000. Dạ ok anh Quý. À, anh chị lưu ý nhớ trên like, mỗi like chốt giùm em là 200.000 giùm em nha. À, lấy anh Quý một cây xanh xưa à. Cảm ơn. 60.000 một cây nha anh chị, đi combo 3 cây 180.000 giùm em ạ. À. Trời anh xíu nó vướng cái này nó gãy. Xanh xưa có mặt bông thực tế luôn nha. Em lên combo 3 cây xanh xưa khác, thấy mặt bông luôn nha. Cây này bằng 150.000 thôi. Anh chị nào có lấy cây lớn nó điện 150.000, em lên combo 3 cây 180.000 rất là rẻ luôn, mà cây nó mặt thùng lù, ố lù hiện muội luôn nha. Ố lù ố nứt luôn nè. Hai cây nè. Lô này rất là ưng anh chị. À, cảm ơn anh Quý cho số điện thoại, nếu mà anh chưa có mua shop lần nào thì gửi thêm cái địa chỉ giúp em nha. Combo 3 cây này 180.000, ai chốt combo 3 cây xanh xưa này 180.000 chốt giùm em, nó đều dạng thông chơi gold băng cấp anh chị. À, dòng xưa nha. Nó màu xanh, lưỡi nâu, hoa nó thơm. Xanh xưa cây nhỏ nhiêu 60.000 một cây á chị, đi combo 3 cây 180.000 nha. 180.000 ba cây, cây một lùm luôn nè. Rất là khỏe. Chị nhìn bộ rễ ưng ghê chưa? Quá trời rẻ luôn, em tính cái cây này rất là rẻ luôn. Anh có rồi. Dạ. Cảm ơn anh có thông tin rồi. Đi 4 cây luôn chứ 3 cây. 4 cây đi anh chị, 4 cây 240 nha. À, bán lại. Căng vậy chị, lấy cho chị Trung Mỹ Vân một cây nè. Ghẹo em hoài để em bán nữa mà. Ai mà chăm xong bán lại chắc em chạy vòng khỏi đi kiếm hàng luôn. Cây 60.000 một cây, em đi 4 cây đi anh chị ơi. Nếu mà ai có gộp đơn thì lập từng cây, còn nếu một đơn thì lấy 4 cây giùm em nha. Quá duyên luôn hả chị Du Kim Lâm. Duyên quá luôn á. Chút mà gửi. Chưa gửi, may quá. Combo 4 cây này 240, lấy 4 cây giùm em đi. Chứ lấy 3 cây lỗ tiền chi phí anh chị. Chi phí vận chuyển lỗ đóng thùng nữa. 4 cây 240.000 nha, xanh xưa, tôi còn gọi là xanh mã lai nha, xanh mã lai 4 cây 200, ai có chốt 4 cây 200 chốt mềm nha. 4 cây xanh mã lai 240.000. Quên lộn, 4 cây 240.000. Một cây nè anh chị nhìn chưa, mặt thù lù đang có vòi bông hết nha anh chị. Tất cả đều có vòi bông hết nè. Đâu rồi? Đây, vòi bông đây. Và bông cây mọc thù lù luôn nha. Tính ra có 60.000 một cây hả. 4 cây 240.000, 240.000 4 cây nha. Chào anh Nguyễn Trang, 2 cây
nhìn cây nào cây nấy chưa, mê chưa, rất là đẹp. 3 cây đẹp quá nên em lên trước luôn á. 4 cây này 240.000 đi combo vậy, em có vài combo thôi chị, vài combo thôi. 4 cây này 240.000, anh chị nào có chốt 4 cây này 240.000 chốt mà em nha. Xanh xưa hay còn gọi là cái thông chai băng gốc xưa đó anh chị, dòng này là thông chai nha. Cây nó là sẽ tàn rất là to, bông nó rất là lâu tàn, chơi 3-4-5 tháng là vô tư luôn nha anh chị. Cái này còn gọi là xanh mã lai nha. Chào chị Hoa Mai Xanh, em đang bán combo 4 cây là 240.000 nha anh chị. Cây một lùm luôn, cây nào cũng có vòi bông hết nha anh chị, đang có vòi bông hết nha. Xanh xưa. Em có chậu lớn, có mặt bông thực tế luôn đây. Chậu lớn 150.000. 150.000 cây chậu lớn nè. Chào chị Tiết Mai. Xanh xưa nha. Hoa Yến bán cho anh chị giá 150.000 đó, xanh xưa. Hoa thơm nha anh chị, dòng này hoa thơm, thơm nhẹ. Cây này 150.000, ai có chốt cây lớn thì 150.000, cây nhỏ thì 4 cây 240.000 nha. Anh chị nào có chốt mấy em, chào Mây Ngốc. Đây, xanh xưa đây, mặt bông của xanh xưa đây. Hoa thơm nha, chùm một chùm phát bông, anh chị nhìn thấy chưa? Đó, phát bông rất là dài, cây rất là khỏe, mập khỏe, cây nào ra cây đó nha, mập thù lù luôn á. Lá mít trịch luôn, bông to đùng. Cái thân cây rất là to nha, một lùm luôn. Bên em bán hàng không bao ship anh Nam Lê Dương rồi, Nam Lê Dung rồi, không bao ship. 4 cây 240.000 nha, giá 60.000 một cây bao ship đường nào anh. Phải chi bán 80-90.000 cây để em bao ship vô tư luôn nha. Còn này là bán có 60.000 cây, bên em là bán hàng không bao ship. Tại cái giá nó đã sát rồi nên không có bao ship nha chị. 4 cây này 240.000, ai có chốt em chốt nha. Xanh xưa hay còn gọi là xanh mã lai, xanh mã lai nha. Một cây một lùm luôn nè, em lên xanh mã lai nè. Hai cây đây nào cũng có vòi bông hết nha chị. 4 cây này 260.000. Ba cây chào Giang Đinh nè. 3 cây 4 cây này 260.000. 4 cây 260.000 nha. 240.000. Nó ngồi liều lưỡi. 240.000 4 cây nha. Tính ra có 60.000 một cây. Combo 4 cây này 240.000 một lùm luôn. Trời ơi, quá trời rẻ luôn. Đây. Anh chị nhìn cái bộ rễ nè. Em lấy mặt bông cho anh chị coi, có mặt bông thực tế luôn. Có cây bông thực tế luôn nè. Đây. Xanh xưa hoa thơm nha. Gọi là xanh mã lai á. Nhà vườn gọi là xanh mã lai nha anh chị, xanh lưỡi nâu, rất là lâu tàn. Đạt. Phát bông rất là dài nha, bông rất là dài. Cây này em đang bán 150.000 một cây, 150.000 một cây. Chậu nhỏ này 60.000 một cây. Chị Đẹp Ngô lấy 2 cây nụ to cho chị. Dạ ok, em lấy 2 cây này cho chị nha. 1 cây ạ. Cảm ơn chị. 2 cây ạ. 60.000 cây. Hồ Điệp tí xíu em lên Hồ Điệp, hiện tại là giá 170.000 á. Anh Ân để em đưa anh cây lên coi, 170.000 một cây. Trắng, tím, hồng đều giá 170, hàng đại 170.000 hết. Đây à, anh Thanh Long à. Từ từ chị ơi. Em lên cho, từ từ em lên cho. 10.000 cây, cây giống 10.000 cây nó có đi combo 20 cây là 200.000. Em lên combo 4 cây khác nha. Một cây hồ điệp ra hoa lâu chưa, cây đó là đang có bông mới nở 4-5-6 bông á anh chị, còn vẫn 4-5 búp ở phía sau nha. Một cái bông như vậy là nó búp như vậy là khoảng 4-5 ngày nó mới nở một búp, 4-5 bông phải tầm 20-25 ngày sau nó mới nở hết cái cành bông. Khi đó bắt đầu mới nó từ từ khoảng vài tuần sau bắt đầu mới tàn từ dưới lên nha. Em lên combo 4 cây xanh xưa gọi là xanh mã lai nha, lên 4 cây xanh mã lai. 1 cây 2 cây 3 cây à 3 cây 4 cây này giá 240.000, ai có chốt thì chốt 4 cây 240.000 nha. Mập thù lù, mập còn mầm con rất là nhiều. Chào anh Trần Singapore gì đó Singapore Trần. Đây 4 cây này xanh mã lai nha, em đang bán xanh mã lai giá 4 cây là 240.000, 240.000 4 cây nha. Tính ra có 60.000 một cây.
anh chị nào chưa có đơn thì lấy lần 4 cây giùm em nha. Chào Quyên Võ, một cây rất là mập anh chị, rất là mập, có mầm con nữa nha, rất là khỏe, đang vòi bông hết nha. 4 cây 240.000 nha. Xanh mã lai nha, em đang bán xanh mã lai 2 cây đó, anh chị nhìn cái cây chưa, ưng ý ghê chưa. Chào anh Tùng Huỳnh, em đang bán xanh mã lai nha, giá dendro xanh mã lai, bông cho rất là lâu tàn, đang hàng hiếu vòi hết nha, cây mọc phù lùa, giá là 60.000 một cây, lấy 4 cây 240.000 nha, đi combo 4 cây giùm em, 1 cây ạ. 2 cây này dạng lá mít luôn á, bạn lá to dày, 3 cây rễ rất là khỏe, 4 cây 240.000. Anh chị nào có chốt em nha, 240.000, thấy mặt bông chuẩn của nó luôn nè, mặt bông của xanh mã lai luôn nè, xanh mã lai hay còn gọi là thông chai băng gốc xưa nha, dòng đây dòng gọi là xanh xưa nữa, Yến hay gọi tắt là xanh xưa đó anh chị. Đây mặt bông nha, mặt bông thực tế luôn, mặt bông đây chị Phương Ngọc ơi. 4 cây này 240.000, đi combo 4 cây giùm em nha, 4 cây 240.000. Đây mặt bông đây, phát bông rất là dài, anh chị nhìn một cành bông này phải tên 20 mấy 30 bông trên cái cành này nha, rất là nhiều bông, nó là bông khít đó. Cây này em bán cây hàng càng cây to, bụi to vậy là 150.000, anh chị lấy cây nhỏ vậy là 60.000 một cây, đi combo 4 cây giùm em, chưa có đơn lấy 4 cây giùm em nha, 4 cây là 240.000. xanh mã lai một cây à, em lên được cây à, 2 cây 3 cây không được anh. Đây ạ, 60.000 một cây, ở đâu ba bán cây này giá sáu hơn, giá anh bán 50.000, anh cây này một lùm gì đâu có giá đó anh. Sáu mươi ngàn một cây nha anh chị, anh có chốt em 60.000 một cây nha, giá 4 cây là 240.000. Đây đó anh chị coi nhìn cái cây nè, cây này mà có 60.000 anh chị trồng anh chị có bán không, chắc chắn là không bán rồi. Đây là một cây, 2 cây xanh mã lai nha, hàng nắng đẹp về 60 là đúng rồi, rất là rẻ rồi anh Tâm, mà trả 4 cây 200 biết được luôn. Dạng nắng xưa đó chứ không phải là bây giờ đâu, nó cây mà mập thù lù vậy có 60.000 cây à. Rồi em lên dòng khác cho anh chị coi, lấy cái đậu to đó chị. 5 cánh trắng quốc dân chậu lớn nha, lên chậu lớn cho anh chị coi. Chậu to lắm nha, ai chốt được có khoảng 4 chậu, em có khoảng 4 chậu mặt bông. Mặt bông nè. 5 cánh trắng quốc dân. Chị Lê Thị Thảo lấy một combo với công thức dưỡng hoa. Cảm ơn chị Thảo, em lấy 4 cây đó cho chị nha, 240.000. Cái dưỡng hoa đó là dưỡng hoa thì em lấy cái bộ. Chị lấy cái bộ 125.000 nha chị. Em lên 4 cây cho chị Thảo, cảm ơn, lên lại cho chị Thảo nè, 1 cây à, 2 cây cho chị Thảo nè, cây mập lắm chị Thảo ơi, 3 cây à, 4 cây 240.000, cảm ơn chị Thảo. Dưỡng hoa hoặc là chị lấy Hồng Nguyễn hoặc lấy B1, nếu mà tiết kiệm thì lấy đó thôi, còn nếu mà đi sâu nữa thì hữu cơ vô cơ thì lấy combo 125.000. Chị muốn lấy cái nào thì nhắn giùm em, nếu mà lấy B1 thì 50.000 một lọ, B1 thôi cũng được, nếu đang có bông thì chỉ xài B1 không cũng được, hoặc là 6-30-30, 30.000 một lọ. Chị Thảo lấy combo luôn đi, 125, combo đó xài cả năm nữa nha. Rồi, em cảm ơn chị Thảo. Rồi em lên 5 cánh trắng quốc dân cho anh chị coi, mặt bông.
Đây ạ. Mới đầu nở nó sẽ hơi xanh xanh nha anh chị. Nhưng mà có nắng, ra nắng rồi nó sẽ trắng như vậy. Em có bông thực tế luôn nè. Có bông nở, bông nụ luôn. Chậu to lâu lâu mới về được vài cây thôi nha. Năm cánh trắng quốc dân nha. Bông rất là to. Hoa thơm. Thơm lắm luôn nha. Nó giống, cứ còn gọi là cái charming white đó anh chị. Hoa thơm. Cái whirling thì nó không thơm bằng cái charming white nha anh chị. Đây, rất là thơm. Mấy chậu to thôi. Chậu to, phải đứng dậy mới được, chậu to, mặt bông luôn nè. Có nở, có nụ nè. Dạ, ok chị, chị ghé cửa hàng lấy giùm em. Đây, cái này là nó chưa nở bung cánh nha, bên ngoài nó còn trắng hơn nữa nha chị. Có nắng thêm là nó trắng đậm luôn nha. Không ạ, à, cái này không phải là Robert. Em không có chậu nhỏ chị ơi, có chậu to không? Lan chậu to nha. Bông, bông rất là dài. Cái này 200 ngàn, 2 ngọn bông nha. Trồng được như vậy phải mất tầm 3 năm á anh chị. 3 năm bán cây này có 200 ngàn hả? 2 ngọn bông nha. Rất là dài, cây to, đoạn to nha. Anh chị nhìn nhìn thân thủ nè. Mầm con lên rất là nhiều. Cái này 200 ngàn. Ai có chốt 200 chốt giùm em nha. 200 ngàn. Cái này 200 ngàn. Đang 2 ngọn bông. 2 ngọn bông. Là chưa nở bung á, nở bung cánh ra cái lâu lâu mới được vài cây nên chị có chậu to thôi. Không có chậu nhỏ. Đây, hoa rất là thơm. Chớp Rô Vi có chậu to không? Không có anh chị Cẩm Hằng ơi, Cẩm Hằng ơi, em còn chậu nhỏ thôi. 110 ngàn một chậu. Chậu này 200 ngàn nha, năm cánh trắng quốc dân 200 ngàn. Đây anh chị nhìn coi, hai cái mầm to đùng luôn nè. Hai mầm con to. Lá rất là đẹp. Cái chậu này rất là đẹp nha, bộ lá rất là đẹp. Chốt 200 cho chị đẹp ngô nè. Lâu lâu mới về được nè, mấy anh chị cứ hỏi biết năm cánh trắng quốc dân em tầm được mấy cây nên em lên bán cho anh chị. Em lên chậu thứ hai, cảm ơn chị đẹp ngô. Cái chậu này thì nụ nha. Chậu này 4 ngòng bông. 4 ngòng bông. Chậu nãy 2 ngòng bông, chậu này 4 ngòng bông. Em xin giá 220 ngàn. Anh chị nào có chốt năm cánh trắng quốc dân 4 ngòng bông thì 220 ngàn nha. Cũng có mầm con cho anh chị luôn nha. Mầm tơ, mập thù lù luôn nha. 4 ngòng bông nha anh chị. Lưu ý là 4 ngòng bông, 1 ngòng, 2 ngòng. Năm cánh trắng quốc dân nha. 3, 4 ngòng bông. 4 ngòng bông. 4 ngòng bông nha. À, em còn cây chớp nha. Anh chị thấy mặt bông chớp Enobi. 110 ngàn một cây. Đây là mặt bông của chớp Enobi chị Cẩm Hồng ơi. Chớp Enobi chị Cẩm Hồng. Cây này là 110 ngàn một cây. Đang nở nha. Em có cây nụ nữa. Còn có đúng cây nụ nhỏ thôi. Còn cây nở đó em chốt rồi. Đây ạ. À, 110 ngàn cây. 110 có ai chốt chốt em nha. Còn chị có chốt chốt. Rồi. Em đang lên năm cánh trắng quốc dân nha anh chị. Cây này 220 ngàn nha. 4 ngòng bông. Anh chị nhìn nè, vòng bông nó phát bông rất là dài nha. Hoa rất là thơm. Thơm lắm nha anh chị. Năm cánh trắng quốc dân, cho coi hình trên mái mặt bông luôn nè. 220 ngàn chậu đó. Đáng đồng tiền bát gạo anh chị. Cái chậu đó anh chị nuôi phải 3 năm mới được như vậy ạ. Cánh trắng ngăn lưỡi tím. Rất là đẹp. Mà hoa rất là thơm. Đặc biệt là vào buổi trưa thơm rất là nồng. Hoa này 4 năm tháng chưa tàn. Dạ, ok chị. À, đối diện cái cửa hàng em lấy cái chỗ 226/3/21, đối diện cửa hàng là kho, chị ghé đó lấy giùm em nha. Có B1 luôn 50 ngàn. À, ít thì chị xài B1 cũng được rồi. Cây có bông có người chốt rồi à? Dạ, em có cây bông có đó chốt rồi. Em còn cây này có một bông này thôi. Nếu mà chị lấy cây này em lấy cho chị cũng được. 110 ngàn á chị. Năm cánh trắng quốc dân nha. Tại vì nó to quá phải cột cái cọng dây nha chị. Để nó còn bung ra rất là to. Chậu rất là đẹp. Trời. Chậu này 4 ngòng bông 220 ngàn. Em còn một cái chậu to đẹp cũng khủng khiếp luôn.
5 cánh trớn quốc dân nha. 4 ngòng bông 220.000, ai có chốt thì chốt nha, hoa cực kỳ thơm nha anh chị, rất là thơm luôn. Bông rất là lâu tàn. 4 ngòng bông, cái chậu này anh chị chơi tới Tết vẫn còn bông. Em nói vậy là anh chị biết rồi đó, nuôi cái chậu này từ cây nhỏ tới đây là anh chị phải 2 năm mấy 3 năm trời anh chị mới được như vậy. Mà bộ lá rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp, có mầm tơ cho anh chị luôn. Cây này 220.000 thôi. Nếu anh chị trồng cây này chắc chắn anh chị không bán đâu. Rất là đẹp. Thân mọc thù lù rất là khỏe nha. Em bung cái cọng dây ra rồi anh chị nhìn cái chậu ưng chưa? 220.000 thôi. 220.000 2 ngòng 4 ngòng bông nha. Còn chậu này khủng khiếp lắm nè. Đây. Khủng khiếp luôn. Chậu khủng này 280.000. Bông luôn, có bông có nở có nụ luôn cho anh chị coi. Chốt 220 cho Trần Văn Tuấn à. Em cảm ơn anh Trần Văn Tuấn. Em lên chậu to khủng 280.000 nha. Đây chậu lớn là chậu Thu Hiền ơi, đang có bông, nó mới nở thì nó chưa có lên trắng trong tắng nha anh chị. Từ từ có nắng lên nó sẽ trắng bông cái cánh này luôn nha. Mới nở hơi xanh xanh. Năm cánh trắng cấp quốc dân anh chị. Hoa rất là thơm nha, 280 chốt chị Cẩm Hồng 280 nè. Ồ em xách không nổi luôn á. Nè. Quá trời. 3 ngòng bông chốt chị Cẩm Hồng à. Anh Hùng Nguyễn có em chốt chị Cẩm Hồng rồi chị Thu Hiền ơi. Chị Thu Hiền coi lại chờ có mấy cây phía sau để em lên sau cho mình nha. Anh Hùng Nguyễn ơi mấy bạn đơn còn chưa gửi kịp á, ngày mai bên em gửi tiếp nha anh chị. Nếu có chốt đơn là chắc chắn sẽ gửi. Hôm qua đóng không kịp à, chờ em xíu em lấy cái két cho mình. Cái này 220. Cái này 220 4 ngòng bông luôn. Cái này 220 tại vì nó to quá em phải cục dây. Đang có nở có nụ nha. Hoa rất là thơm, năm cánh trắng quốc dân rất là thơm nha. Anh chị hỏi miết mà, anh chị nhìn nè. Mặt bông nha. Nó chưa bung cánh hết, nó sẽ trắng. Nó trắng nhiều hơn xanh, nó chỉ mới nở thì nó hơi xanh xanh nhưng mà sau đó nó bung ngã sang màu trắng hoàn toàn luôn. Rất là đẹp. Bông chuỗi bông rất là dài, cây cực kỳ khỏe nha. Nè, có mầm luôn anh chị nè. Ha, 220.000. Quá trời rẻ, 4 ngòng bông luôn. 220.000, ai có chốt giùm em mà cái năm cánh trắng quốc dân này. Rẻ. Tính ra rất là rẻ luôn. 220.000. 220.000 ai chốt 220 chốt mẹ em nha. Đây, hoa rất là thơm nha anh chị. Đặc biệt là mùi thơm nó rất là thơm, hầu như cái này là hết giống luôn rồi nè. Bây giờ nó ra có thể là u thái liên hay gì đó nhưng mà cái cánh nó không có trắng như vậy đó, màu xanh. Nó giống hoa liên vậy đó. Nó giống hoa liên, đúng rồi, nó giống hoa liên vậy đó. Hoa thơm. Hoa rất là thơm. Cái này 220. Cho chị chậu lớn đi, rớt mạng. À từ từ em lên em có chậu tương đương vậy ha, để coi có 280 chắc hết rồi quá. Em còn chậu nhỏ nhỏ vậy hả chị Hiền ơi, có chậu này là lớn nhất rồi, nó chị ưng thì chị lấy chậu này đi chứ em sợ mấy chậu sau nó nhỏ hơn á. Chị Hiền lấy chậu này không? Chậu này là 4 ngòng bông, em thấy chậu này là lớn nhất trong mấy chậu còn lại, có 5 chậu, em còn 3 chậu nữa hết rồi. Mà chậu kia là chậu nhỏ. 4 ngòng bông nha anh chị, 1 ngòng nè, 2 ngòng, 3 ngòng đang nở, đang nụ, đang ngòng, đang lên nữa nè, bờ bông nữa nè. Cây to, rất là to. Anh chị về trồng than á chị, tại vì dòng nắng này nó tuổi thọ rất là lâu. Trồng than. Rất là thơm anh chị ơi, đặc biệt là buổi trưa rất là thơm nha. Cái này 220 ai chốt mẹ em 220.000 nha. Em còn đúng 3 chậu nữa thôi, ai chốt thì chốt mẹ em nha. Bản này đẹp nhất trong 3 chậu còn lại. Chị Thu Hiền lấy chậu này đi chị Thu Hiền. Coi kỹ lại ở đây. Bông nè, nha, em lên từ bông ra cho chị lên nè. 2 ngòng nha. Đây. 3 ngòng nè. Chị Đẹp Ngô lấy luôn rồi, coi kỹ mắt rồi. Nè, chị Đẹp Ngô lấy rất là đẹp. Chị Đẹp Ngô là chuyên yêu lan lắm nè. Em chốt chị Đẹp Ngô. Còn 3 chậu.
Chỗ này cũng 220. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em này, 3 ngòng thôi, mắc u rồi đang lết lên. Cái này mắc u lên nhiều. Trên cái thân này nó có mắc u nữa nè. Nè, mắc u nè. Đây là coi như là ngòng thứ tư rồi đó. Phượng chốt cho chị anh ba đài chưa canh chốt. Ta. Có em để riêng rồi chị Tư Phùng ơi, em để riêng cho chị rồi. À, có cái chậu nhỏ, nó có chậu chậu 12 à. Chậu phi 12 em để riêng cho chị rồi. À, cây mới về thì hôm sau mình tưới nước cho em là được rồi. Anh chị nhớ treo lên giùm em nha. Cây về hôm sau là tranh thủ treo lên, đừng có để dưới sàn nhà khoảng 4-5 bữa là nó sẽ bị hư bộ rễ, nó bị vàng lá chân á anh chị. Cái này 220, còn một cây 220 to nè, còn hai chậu kia là chậu nhỏ ha. Anh chị suy nghĩ thêm 20.000 mà được 3 ngòng bông mà một lùm luôn nha. Có một ngòng đang, có một cồn đang u lên nữa, coi như là chậu này được 4 ngòng bông mắc u nè. Cái này 220. Bốn ngòng bông nha. Phải cột dây á chị, tại nó lum xùm bùm quá, nó to quá. Cái này 220, ai chốt 5 kính trắng mắt dân chốt mẹ em nhang hoa rất là thơm, rất là lâu tàn. Còn vàng lưỡi đỏ chị Thái thì Hoàng Tân ơi, còn vàng lưỡi đỏ, còn chậu to nè chị Huyền ơi, nó sắp đây chậu nè. Chị Thu Huyền có chốt chậu này không? Chậu to 280 nè. 5 vòi bông nha, 280.000. Nhấn lẹ đi, không thôi mất cây nữa đó. 1 ngòng, 2 ngòng, 3 ngòng, 280.000. 4 ngòng. Ở đâu nè, à, 1 vòi đây nữa, 5 ngòng bông nha, cây to. 2 mầm gốc bên chị nhìn nè. Ú nu hiền muội luôn. Ok, 220 hả? Chị lấy 220, ok chị. Vậy còn 280 nha, em còn cây 280 nha. Chốt chị Thu Huyền cây 220 nè. Cảm ơn chị Thu Huyền. Em còn cây 280, 5 cánh trắng quốc dân nha. Chốt 280 luôn. Ok chị. Đẹp quá trời luôn. Chốt chị Thu Huyền cây 220, 280. Em còn cây bút to, một lùm luôn, lùm mầm gốc này thì đẹp hơn, 220. Ai chốt em 5 cánh trắng quốc dân 220 nha. Anh chị nhìn nè, một lùm ở dưới gốc luôn nha, có mầm nè, 220. Anh hay thích 280 thông cảm giùm em, cái chậu kia chị kia lấy rồi, còn lấy chậu nhỏ giùm em được không? 220 anh hay thích đây, một lùm luôn nè. À, K280 là sao, không lấy K280 hay sao? Chị với tôi em bình luận lại để em biết em chốt, tại anh hay thích cũng muốn mua cậu 280. Chị Thu Huyền nhắn rõ giùm em với. Chị lấy hai chậu luôn hay là một chậu? Đây một lùm luôn anh chị. Lá chân từ trên xuống dưới vẫn còn nguyên nha. Cây khỏe rất là rễ, rộ rễ rất là khỏe. Trồng thuần hết rồi. Mầm rất là... Mầm nè, anh chị nhìn cái mầm nè. Chị lấy chị 220 sau. Không lấy 280 em chốt. Cây 280 cho anh. Anh hai thích nha, anh hai thích được cây 280 ạ. À. Cảm ơn anh hai thích. 280 của anh 5 vòng bông rất là đẹp. Cảm ơn anh, em lấy cây anh trên hai thích cây 280 rồi đó. Cây này 220 ai chốt em nha. Em cho anh chị vô sao coi mặt bông của nó nè. 5 cánh trắng mất dân nha. Hoa rất là thơm. Đặc biệt là buổi trưa. Chị lấy 280 và 220 chậu sau. Ủa là sao? Chậu đang cầm á hả? Chị lại lấy 2 cây. À xin lỗi. Vậy là chị lấy 2 cây. À lấy chậu này 220 này với lại 280. Vậy anh hay thích chưa có? Thông cảm giùm em nha. Nói rõ rõ cho nên nó đỡ cực. Rồi à, chị em chế chậu này cho chị Thu Huyền. Lấy chậu sau nè, 220 sau nè. Với 280. Anh hay thích chọn lại giùm em với. Em còn vàng lưỡi đỏ, ai hỏi em vàng lưỡi đỏ, có vàng lưỡi đỏ nè. Vàng lưỡi đỏ, một lùm.
vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ. Nãy nó nhiêu qua đây. 180. Dạ ok chị, em biết rồi. Cái này 180.000 vàng lưỡi đỏ hoa thơm nha. 180.000. À hàng Tân ơi, cây này đẹp lắm nè, một lùm luôn nè. Đây, con mầm đây. Nè, 1 2 3 thân này nha. Ba thân này là thân tơ, và thân tơ này nó chuẩn bị sắp bông luôn, nó lên khoảng 1 tháng nữa là anh chị cho bông được rồi nha. Cái này nó vận chuyển ở phía sau đây, lá từ lúc nhỏ tới lớn nó không có vấn đề gì nha, chị chỉ có cái này thôi. Nhưng mà một lùm luôn. À, có nhiều chậu lắm, từ từ em lên từng chậu, anh ưng chỗ nào thì chị chốt từ từ nha anh Hoàng Tân. Cái này 180.000 nè, ai chốt chốt 180 chốt em nha. 180.000 vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Chốt 180 cho chị Thoa Dương ạ. À, em cảm ơn. Rồi em lên cái 5 cánh trắng quốc dân khác nè. Cái này 220 nè, ba ngọng bông. À, chị Thu Huyền lấy cây 180 nữa hả? Em chốt rồi, chị Thu Huyền. Đợi em lên cái vàng lưỡi đỏ khác cho chị nha. Từ từ, nhiều loại lắm. Nhiều loại lắm. Đây, 180 này. Chị lấy chị Thu Huyền cây này 180 nha chị Thu Huyền. Đi đẹp quá vậy ơi. Này em xin 10.190 nha, để hơi bán bằng giá nữa hồi lắc cải lộn. 190.000 nha. Thôi. Đơ chốt Hoàng Tân luôn nè. Đợi xíu em lên cái vàng lưỡi đỏ khác. Cái cây lùm lùm khác 180. Dạ rồi em chốt cho anh Hoàng Tân rồi. Cây này, cái này 170, ai chốt 170 chốt giùm em nha, 170.000. Cái này thân này nó cũ lâu rồi nha anh chị, lúc còn nhỏ. Mà nó lớn rồi không có vấn đề gì hết nha chị, nhìn coi thân tơ thân sao lên vẫn xung xuê nha. Cái này 170, ai chốt 170 chốt giùm em. Chị Thu Huyền, em chốt chỗ này cho chị Thu Huyền nè. Nãy giờ hụt mấy lần nè, chị Thu Huyền nè, mới vú vòi nha, mới vú vòi 180 nè chị Thu Huyền, chốt cho chị nha. Một lùm là bù lại cái nãy chốt hụt của chị đó, giống cây nãy 180 chốt chị Thu Huyền. Để hồi chốt hụt nè. Em còn cây 180, cây 170. 180 đây, ba ngòng bông, ai chốt vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Ba ngòng bông 180 chốt em. Nó có cái này cái xanh ấy vàng ơi, xanh xưa, xanh xưa. Đợi xíu à, em đợi chị Hiền với anh đợi xem xíu em lựa ha, mỗi người một cây đó nha. Cái này em nó lên lộn mà, cái này cây xanh xưa. Xanh xưa. Xanh xưa, xanh xưa, chờ em xíu. Đang kiếm cái vàng lưỡi đỏ. Cái lá nó dài là vàng lưỡi đỏ. Đây ạ. À. Cây này mập thù lù luôn, không hề lỗi nha. Mắt u đang lên, đang vòi thứ 280 nè. Em chốt cho anh Hoàng Tân nha. Ok không ạ? Đây, hai vòng bông, đây một ngòng nữa nha. Đây một ngòng nữa 180.000. Cái này vàng lưỡi đỏ nè, lá nó nhọn nhọn. Đây ạ, à, em chốt cho anh Hoàng Tân nha, là của anh tổng cộng 2 cây. Chị Thu Huyền coi nhà làm được một cây rồi đó. Chị Thu Huyền có muốn chốt cây nữa thì nhắn thêm giùm em nha. Em chốt cho anh Hoàng Tân tổng anh 2 cây. Cây này 2 ngòng anh Hoàng Tân ơi, 2 ngòng nha. Đó cây khác hả? Giờ em cứ lên đi, anh chị để ưng cái nào thì chốt cái đó mà em nha. À, còn mật ngọt nụ to gộp đơn cho chị đi ngủ. Chờ em xíu, ngọt mật ngọt nụ to gộp đơn cho chị. Em có cây này 180.000 nha. 180.000 một lùm luôn anh chị ơi. Anh Hoàng Tân có ưng cây này không? Anh chị nếu mà ai comment trước thì em sẽ chốt trước cho người đó nha. Chị để đây cái này con nè,
180.000 nha, vàng lưỡi đỏ. Có em đang lấy cây nè, vừa nụ vừa lùm luôn nè, 180 nè, ai comment trước thì em chốt. 180.000, ai chốt thì chốt em 180.000 nha, vàng lưỡi đỏ. Một lùm luôn á, xách nặng cái tay, cây này phải tầm 2 kg á. Ký mấy 2 kg anh chị? Mầm con nè, nó vừa mầm nằm mà vừa mầm đứng luôn đây nè. Mầm rất là nhiều nha, 180.000 chậu này quá trời đẹp luôn. 180 ai chốt 180 chốt mẹ em nha. 180.000. Vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Ai chốt chốt này 180 rất là đẹp luôn. Chốt 180 cho chị Thu Hiền. Đừng đổi chị ơi, chốt không đổi cực quá. Pha Dương có được cây nào 180 không? Pha Dương có một cây 180 rồi. Cây chị cây nào cũng đẹp hết chị. Đổi lại cho chị lấy cây mập từ lù đó nè, đổi cho chị Thu Hiền nè, nhớ cố gắng coi cây đừng có ấy giùm em ấy. Đổi à, chị gì coi cây vũ nữ nè, vũ nữ 280.000. Chị Trung Mỹ Vân, Trung Mỹ Vân, Trung Mỹ Vân 280.000 nụ lớn cho chị nè. Chị còn đó không, chốt đi rồi ok rồi em rồi đi ngủ nè, còn nhiều hàng đẹp mà đi ngủ sớm quá nè. Cái này 280, vũ nữ mật ngọt hoa thơm nha. Bông bông rất là xiên bông mà một chùm luôn. Cái vòi này anh chị phải 5-6 tháng chưa tàn. Đây là dòng F1 của nó nha anh chị. 280.000 ai chốt chỗ này 280 chốt giùm em nha. Chốt cho Thảo Siro 280. Cảm ơn chị Thảo Siro. Em lên cái vàng lưỡi đỏ khác. Cây lùm nè, đang có vòi bông, cây này 180. Chị Trung Mỹ Vân hụt rồi, lấy cây khác cho chị. Nhấn comment nhanh nhanh, tại ai chốt trước em chốt quá. À, cây này đang có vòi bông nha, một lùm luôn nha. 180.000, vàng lưỡi đỏ hoa thơm. Dạ, ok chị. Để đóng kỹ cho chị mà. Đây, một lùm luôn, cây này 180, chốt cho anh Lan. 180 em cảm ơn ạ. À. Một lùm luôn là cây của chị ấy xả ra. Đẹp không? Em nói cây nào em lựa nó đẹp hết mà. 180 chốt cho anh Lan em cảm ơn ạ. À. Chị Mỹ Vân chờ em xíu nha, đang lên cái mật ngọt. Thấy ngắm mà tranh thủ chốt đi nha, để chút hụt nữa. Rồi, em lên cây vàng lưỡi đỏ khác nè. Đây có cây mật ngọt ngọt. Cái này một ngầm thôi, 250. Nụ to, còn cái kia nụ nhỏ không à chị? Có chỗ to đó. Ba ngọc bông. Cái này 250 một ngọc bông nha. Cái này 250 vũ nữ mật ngọt. Vũ nữ mật ngọt 250 một ngọc bông. Cái này ba ngọc bông. 320.000, ba ngọc bông. 320.000. Có một ngọc to. Đây. Tại vì chắc hôm qua anh chị có coi like lên từng cây rồi, cây nào cũng đẹp hết anh chị. Cái ba ngọc bông 320.000. Một ngọc là chuẩn bị nở bung rồi. Coi lại mai em chụp hình cho. Đây, cái này 320.000. Chốt chị em, tại hôm nay có hai bạn ghi sổ thôi nên chạy không kịp. Vừa hàng mới ra mà vừa ghi sổ nữa. Cái này 320, ai chốt 320, cái cây của chị chốt rất là đẹp. Hai ngọc bông đều luôn. Cái này ba ngọc bông nha, 320. Vũ nữ mật ngọt, ai có chốt vũ nữ mật ngọt chốt giùm em nha. Có bông thực tế luôn nè. Gì à? À, chốt 320 cho chị Trung Mỹ Vân ạ, à, em cảm ơn. Chị Anh Lan, cái nãy của chị là vũ nữ mật ngọt á, không phải vàng lưỡi đỏ đâu. Nếu mà chị chốt nhầm thì em sẽ chị coi lại để chốt lại giùm em nha. Cái này 250, phụ nữ mật ngọt, có mật bông luôn. Phụ nữ mật ngọt nha, mật bông của nó luôn nè anh chị. Cái này là trồng được mọi miền tổ quốc hết nha, hoa rất là thơm, đúng như cái tên của nó luôn. Nè, bông từ trên xuống dưới nè. Chắc cả 100-200 bông ở trên cái cành này anh chị. Rất là nhiều bông. Cái này là nở rồi nha, phụ nữ mật ngọt. Phụ nữ mật ngọt, phát bông rất là dài cả mét nha. Thông thường nó phải 1 mét tới 1-2 mét luôn anh chị, rất là dài nha. Em đang dựng ngược nó là đó, bông rất là dài nha. Vũ nữ mật ngọt hoa thơm,
em coi chậu 250. 250. 250, ai chốt 250, chậu này chốt em nha, 250.000. Chậu này 250. Bông chuẩn bị bung nha, vũ nữ mật ngọt 250.000. Chậu này 1 ngàn bông. Ai chốt này thì chốt em. Bông rất là dài, vòi bông này 1 mét mấy rồi anh chị, phải 1m4 rồi nè. 1m2, 1m4 gì rồi. 1m2, 1m4 rồi. Sao có vàng lưỡi đỏ 180 nữa mà em chốt cho chị kia rồi, comment trước. Xong em lên cái mật ngọt rồi chị kêu chốt. Nên em tưởng chốt cho chị, nên là cái chị là chị coi như là chị chưa có cái nào hết. Để em lên từng cây, chị ưng cái nào thì nhấn comment chốt lại giùm em. Ủa, có một cây vàng lưỡi đỏ rồi đúng không? Ủa chị có một cây vàng lưỡi đỏ rồi. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi ha. Ủa chị có một cây vàng lưỡi đỏ rồi chị. Đổi lấy cây 208, vậy đổi lấy cây 208. Vậy lấy cây vật ngọt 208, 320 đổi 208 cho chị. Rồi ok chị, em đổi cái cây hai ngồng kia cho chị Trung Mỹ Vân luôn nha. Chị Vân Ly một cây mật ngọt 250 nè. Em chốt cho chị Vân Ly ạ, cảm ơn. Có nghĩa là chị Trung Mỹ Vân bây giờ cây là 208. Bỏ cái cây 320 lại, lấy 320 ra đây chị. 28 hồi nãy của chị kia kìa. Chị kia là chốt cây lưỡi đỏ. Lấy cây số mấy, nói cái số để biết nó lấy ra. Em lên cây mật ngọt khác nha. Cây này là chốt rồi nè, dán cái số lên. 1.2. Cái đó của chị Vân Ly. Em lên cây mật ngọt 250 khác, ai có ngắm nghía thì chốt thì chốt. Đây ạ. Đang vòi đang bung lên anh chị ơi. Đây vòi đang bung lên nè. Phân nhánh ra rất là nhiều nha. Cây này 250, cây này phải 1 mét. Hiện tại đang là 1 mét nha, nó còn dài lên nữa. Cây này là cây 250 nha. Vũ nữ mật ngọt 250 ngàn. Cây 1 ngòng bông. Em còn một cây 320, cây 3 ngòng bông nè. Chị kia xả ra. Cây 3 ngòng bông 320. Đó, cái này thì cái ngồng rồi ngồng chính, ngồng lớn á, nên nó đang có phân nhánh rất là nhiều. Nó bít cái màn hình luôn, cái này phải 1.5 m rồi nè, 1.4 m, 1.5 m vậy nè, rất là dài. Nó dài quá. Nó dài quá. Đây, có thêm 2 ngồng bông nữa nha, là tổng cộng cái này 3 ngồng bông. Em đang hóng cái vàng lưỡi đỏ nhiều vòi, chờ em xíu, em lên cho từ từ qua cái này cái tới vàng lưỡi đỏ. À, đây. Hóng chờ xíu đi, còn sớm mà, đừng ngủ. Cây này 3 ngòng bông 320, ai chị chốt cái mật ngọt này 320 chốt mà em nha. 3 ngòng bông. 3 ngòng bông nha anh chị, 1 ngòng 2 này chơi tới Tết luôn nha, rồi ra chậu bỏ thêm than giùm em. Tại cái này là ưa nhất là than nha. Nó để được lâu nữa. Đó, mặt bông của vũ nữ mật ngọt nha. Bông chi chích nè, hoa rất là thơm. Ủa chị có một cây vàng lưỡi đỏ 180, chị Anh Lan ơi. Có một cây vàng lưỡi đỏ 180. Đúng không bé? Chị Anh Lan có vàng lưỡi đỏ 180 đúng không? Có một cây, sáng mai em chụp hình lại cho chị có một cây 180. Rồi em lên cái vàng lưỡi đỏ cho anh chị nè, ai cũng coi muốn coi vàng lưỡi đỏ. Mật ngọt em còn 2 cây nha, một cây 320, 3 ngòng bông, một cây 250, 1 ngòng bông. Ai ngắm nghía có chốt thì nhắn comment chốt mà em nha. Xong lên cái vàng lưỡi đỏ cho anh chị nè. Cho chị coi. Mai chụp hình cho chị ơi. Xách tới xách lui có 2 bạn à, cho nên là không có người. Lấy cây. 2 ngòng bông nha. Cái này giống xanh. Lấy cây vàng lưỡi đỏ. Chị chốt cho mình xem xem. Minh Thanh Phan. Vàng lưỡi đỏ. Cái vàng lưỡi đỏ 2 ngòng bông 180 ngàn, ai chốt 180 chốt mềm nha.
hai ngàn bông có mà một con mập tù lù luôn. Ai chốt cây này nè, một rễ là xanh trắng phếu ở đây luôn anh chị nè, một lùm luôn 180 ngàn. Tay thỏ, tay thỏ là cái gì? Thỏ thì nó có nhiều lắm chị ơi, em đang lên vàng đi đỏ. Chị Nguyệt Tô, thỏ thì nó nhiều lắm, thỏ hồng, thỏ vàng nhiều lắm. Hôm nay thì dòng tay thỏ thì em chỉ có cái bà liễu Cesaret nha anh chị, có Cesaret nè. Ok, em chốt anh Hoàng Tân cây này nè, rễ nha anh chị, nhìn nó mê chưa. Cảm ơn anh Hoàng Tân ạ, 180 ngàn ạ. Em lên cây hai ngồng khác 180 luôn nè, ai chốt hai ngồng 180 chốt em nha. Anh chốt cho Nam Lê Dung nè, chốt Nam Lê Dung cây đẹp y vậy luôn, hai ngồng bông nha, 180. Em cảm ơn chị Quỳnh Nga, cây vật ngọt ba vòi luôn. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh Nga. Cái này là của anh Nam Lê Dung, Lê Dũng. Em chốt chậu này cho chị Quỳnh Nga, mật ngọt 320. Mật ngọt 320 nha. Em chốt chị Quỳnh Nga, em cảm ơn chị Quỳnh Nga. Chị kẹp không bác? Rồi em lên cái vàng ly đỏ khác, 180 khác nè. Rồi em cho chị Hiền coi mặt bông. Thỏ hồng chị chờ em xíu đi, em đang lên cái này cái. Anh chị đang coi, chờ xíu đi em lên cho. Sau cái vàng lưỡi đỏ, mặt bông của vàng lưỡi đỏ này rất là đẹp nha anh chị. Em bật trước nha, tại vì bây giờ mà vô camera sau nó sẽ bị rớt mạng á, cho nên tí xíu em lên thỏ hồng cho. Đây, vàng lưỡi đỏ nha, nó rất là đẹp luôn. Có nắng nó càng đậm màu lên nha anh chị, đậm ra màu vàng rực luôn, rất là đẹp. Hoa thơm nha, vàng lưỡi đỏ này, loại này hoa thơm, nhìn không đã mắt không, tại vì nó camera sau nó bị, nếu mà bật camera sau là nó bị rớt mạng á, mấy hôm mà bị liên tục cho nên em không có dám bật camera sau. Đây bật luôn nè, đây vàng lưỡi đỏ nha, 180 ngàn một cây, hoa thơm, hoa rất là thơm nha. Một vật đừng có rớt nha, may quá. Cây này em lên cây vàng lưỡi đỏ khác nha, 180 ngàn. Ai có chốt 180 giùm em nha. Cây có mầm nè anh chị, mầm, cái mầm nó mập thù lù luôn nè, bằng cái ngón chân cái luôn á, to đùng luôn nè, thân rất là khỏe. Hai ngồng bông 180. Chào anh Thành Long, chào chị Nhiêm, chào hết mấy anh chị nha, chào anh Ngô Phi Hùng. Cây cực kỳ khỏe, anh chị nhìn nó mập chưa, 180 ngàn thôi. Cây hai ngồng bông vàng lưỡi đỏ hoa thơm, 180 ngàn nha. Ai có chốt cây 180 chốt giùm em, 180 ngàn. Còn mấy cây nữa hết rồi, cái vàng lưỡi đỏ đây, vàng lưỡi đỏ em đang lên vàng lưỡi đỏ nha anh chị, 180 ngàn một cây, hai ngồng bông, hai ngồng. Hoa này anh chị chơi 4-5 tháng chưa tàn nha, hết bông này nó ra bông khác, trồng được mọi miền khí hậu hết nha anh chị. Xứ nóng mình là càng dễ trồng hơn nữa, bông nó càng xiên hơn nữa. Cây như thế này anh chị đang có bông, anh chị cứ có thể là rút ra thêm, nhưng mà nên giữ cái giá thể này lại, rồi thêm thang xung quanh nha, ra chậu lớn, mình được chậu lớn có giá trị hơn rất là nhiều. Dạ có, anh Hoàng Tân yêu cầu chụp hình, bên em sẽ chụp hình ghi chú lại, ảnh mai chụp hình. Chậu nào lớn không có ngồng không em? Hôm nay em bán hàng bông chị, không có bán hàng không bông. Em bán hàng không, hàng bông mà người ta kiếm. Hả? Anh Thái Hoàng Tân gửi số điện thoại địa chỉ lên giùm em anh Tân ơi, nhắn inbox cho shop để mai em lên đơn nhanh khỏi kiếm anh á. Nếu có thông tin mai lại nhắn anh chờ anh trả lời, nhiều khi rớt là hôm sau rất là lâu, rất là cực nha. Nên là vui lòng nhắn cho em số điện thoại địa chỉ để mai shop đi hàng nhanh, ra bill nhanh, chụp hình cho anh coi lại trước khi đi. Chụp hình cho anh coi, rồi đóng hàng xong lại nhắn tin báo phí cho anh lần nữa. Nhắn inbox vô giùm em đi. Tối nay em làm bill rồi, cho một cây nụ to đi. Anh Minh Thông Phan nè, em lấy cây này cho mình nha. Em cảm ơn ạ, cây hai ngọn bông rất là đẹp. Hai ngọn.
Em còn cây này 180 nè. Vòi này thì nhỏ nhưng bù lại nó có 3 vòi bông. Vòi bỏ nhỏ. Có bà liễu xưa chị Hà ơi. Em còn hai chậu lớn, tí xíu em lên cho. Cây này 180 2 3 ngọn bông nha. À bây giờ anh coi, khoan để cái đó lại, anh chưa chịu. À, chị Thu Hiền ghi chú chụp hình cho chị, có số điện thoại luôn. Anh chị khách mới cho em nhắn cái số điện thoại lên giùm em nha. Giờ anh coi lại chỗ nào thì nhắn lại giùm em nha. Dạ ok, em cảm ơn anh. À, anh muốn chọn nụ to. Nụ to thì một ngòng nha. Đây. Chốt 180 đang cầm, chị xin đinh hình nè, em cảm ơn ạ. Chốt cho chị xin đinh hình. Anh chị coi cây rồi chốt giùm em nha. Cho nó dễ. Vậy là chậu anh kia chưa chốt. Anh gì? Minh Thông Phan là em chưa chốt nha. Có gì coi cây rồi chốt lại giùm em nha. Em lên từng cây. Cây này 200. Rất là to. Cây này vàng lưỡi đỏ này 200 nha chị. 3 ngọn bông nha. Ba ngòng bông nha, cây to. Một ngòng bông có nở, có nụ to nè. Anh Lan. Dạ ok chị. Chọn cho em có mầm con và hai ngòng to. Nam Lê Dung có chốt rồi đúng không? Chốt anh Minh Thông Phan cây này nè, 200 nha. Cảm ơn anh Minh Thông Phan cây này nè. Đổi cây 180 lấy cây 200. Rồi em lên lại cây 180 cho anh chị coi. Cây này cây 180 vàng lưỡi đỏ. Hoa thơm nha anh chị. Mầm gốc nè. Mập thu lù luôn nha. Chị Thu Huyền ơi, em chốt cái cây kia rồi. À, thông cảm coi lại cây, chốt lại giùm em nha. Mình với cây xanh xưa. Ok anh Minh Thông Phan lấy lên cây xanh xưa 150 cho anh coi nè. Em có xanh xưa 150 luôn. Xanh xưa, nụ to có nở vài bông nha. Xanh xưa 150 thôi anh chị. Xanh xưa 150 nè. 150 ngàn. Chốt cho anh Minh Thông Phan cây này nha. Có nở, có nụ, mới nở có 4-5 bông mà. Còn búp ở trên phía trên rất là nhiều. 150. Xanh xưa nhỏ hả? Ok ạ. Lấy xanh xưa nhỏ luôn. Xanh xưa nhỏ 60 ngàn nha. Xanh xưa nhỏ 60 ngàn. Chốt cho anh nè. Lấy cho anh cây này ạ. À. Lấy cho anh Minh Thông Phan ạ. À. Cảm ơn. Ok ok, lấy cây nhỏ cho anh rồi. 60 ngàn ạ. À. Em còn cây vàng lưỡi đỏ 180 nha. Anh chị ai có chốt cây này thì chốt 180 giùm em. Anh chị nhìn cái rễ nè. Rễ nè. Một lùm rễ luôn. Đấy là cây nó cực kỳ khỏe chứ anh chị. Dạng thông chơi gôn mà. Rất là khỏe. Em có xanh xưa 60 ngàn nữa nha anh chị. Có mua gộp đơn thì mua gộp thêm em nha. Cây này 180 ngàn. Anh chị nào có chốt 180 giùm em ạ. À. Cây 2 ngòng bông. 2 ngòng bông nha. Mập lắm. 2 ngòng bông. Phía trên đây đứng ngọn nữa rồi. À, nhắn thêm cái địa chỉ nha anh Phan ơi. Cây này 180 vàng lưỡi đỏ nha. Em cho anh chị coi mặt bông của vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ nha, hoa thơm nha chị. Dòng này hoa thơm. Em có cả xong xanh xưa 150 cây nha, xanh xưa 150. Vàng lưỡi đỏ nha. Chị Hồng Huệ ba cây vàng tia, vòi cao ok chị. Vàng tia em ba cây 200 nha anh chị. Ba cây 200 nha. Lên ba cây vàng tia cho chị Hồng Huệ coi. Cây này to lắm, to hơn mấy lô trước rất là nhiều. Anh chị nhìn cái cây vàng tiên. Mê chưa? Cao nghèo nghèo luôn. Cho anh một một xanh xưa 60 ngàn có nụ 5 dung lê. Em lấy cho Hùng Huệ 3 cây nè. 1 cây, 2 cây. À, vàng lưỡi đỏ hả? Nhầm, em nhầm đây. Vàng tia của chị nè, 1, 2, 3 cây đây.
ba cây đều nha, em lấy ba cây đều cho chị Huệ nha, chị Huệ nha, ba cây cho chị Huệ ạ. Mặt đợi em coi mặt bông, chờ em xíu. Ba cây 200.000 nha. Một xanh xưa, combo cho anh một xanh xưa. Là một combo luôn hay là sao? Cho anh một xanh xưa. Gộp anh... cho anh một xanh xưa. Gộp. Anh ghi gom. À gom. Là gộp. Chốt cho anh Nam Lê Dung một cây xanh xưa nha. 60.000 ạ. À. Xanh xưa 60.000. Cảm ơn anh. Đợi xíu mình cho coi mặt bông. Xanh xưa. Nguyễn Khuyến cây vàng lưỡi đỏ 108 nè. Chốt Nguyễn Khuyến cây vàng lưỡi đỏ 108. Em chốt cho Nguyễn Khuyến cây vàng lưỡi đỏ này nha, 108. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ. Cảm ơn anh Minh Thông Phan cho cái địa chỉ ở Đà Nẵng nha. Cảm ơn em chốt cho Nguyễn Khuyến 108 nè. 180.000 chốt cho Nguyễn Khuyến ạ. Rồi, em lên cái xanh xưa nha, xanh xưa cây tùm lum tùm bùm bà. Còn sọt nào xanh xưa không vậy? Đang chờ lấy hàng cho nên em lên cái vàng lưỡi đỏ. Còn 4-5 cây nữa thôi. Anh chị chờ xíu nha, có một bạn lấy cây cho nên nó hơi chậm chậm một xíu. Em có cây vàng lưỡi đỏ nè, một lùm luôn nè. 180 ai chốt, 180 chốt em nha, anh chị nhìn đó nè. Như là lá mít rịch rịch luôn nè, quá trời mầm ở dưới đây luôn, 180.000. Ai chốt cây này 180 vàng lưỡi đỏ chốt em nha. Vàng lưỡi đỏ 180.000. Đó, làn lưỡi đỏ hoa thơm, bích cái chậu luôn, 180.000, còn chậu này lùm quá trời lùm luôn. Mấy kia thì ít lùm hơn.